chào các anh chị. Các anh chị ơi, chúng ta gửi lời chào tới nhau đi các anh chị. Dạ, chào anh Truyền Công. Dạ, chào chị Ngọc Vũ. Hello Phương Nhất Điền. À, Kiến Hào. Khỏe cưng, cưng khỏe không? À, chào Tiên Mai. Chào Đỗ Phi. Chào anh Đình Hạnh. Like di động. Like di động. Dạ đúng rồi anh. Chào Lưu Phạm. Chào chị Ellen. Chị khỏe không chị Ellen? À, chào Mi Tạ. Các anh chị ơi, chúng ta gửi lời chào tới nhau đây các anh chị. À, nhất là các anh chị ở những cái địa phương mà lực lượng của chúng ta còn mỏng các anh chị, thì chúng ta tranh thủ xướng tên địa phương mình lên để kết nối đi các anh chị. À, khi chúng ta xướng tên như vậy thì những người mà họ ở gần địa phương của mình mà chưa có lực lượng, họ sẽ kết nối với chúng ta để tạo thành những cái group, những cái team để chúng ta có những cái mục tiêu, những cái hành động chung với nhau. À, và chúng ta còn bảo vệ nhau nữa các anh chị. Sắp tới thì các anh chị biết rồi, chúng ta đối diện với những cái tình cảnh nó cũng không được sáng sủa về cả chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Đây là một trong những cái bức tranh ảm đạm nhưng mà chúng ta phải đối mặt thôi các anh chị. Tức là nền chính trị cộng sản thì chắc chắn nó phải sụp đổ. Vấn đề của cộng sản là khi nào nó sụp đổ thôi chứ nó không thể tồn tại được. Rồi nền kinh tế cộng sản thì nó đứng trước cái bờ vực sụp đổ. Tháng 7, tháng 8 thì nó phải trả nợ một đợt, rồi tháng 12, tháng Giêng 2018 nó lại trả nợ đợt nữa, thì hai đợt trả nợ này chắc chắn nó phải sụp đổ. Các anh chị, rồi về mặt an ninh đó thì giặc Trung Quốc nó tràn khắp bờ cõi Việt Nam đó. Và về mặt xã hội thì các anh chị thấy tình hình giáo dục, y tế, văn hóa, tất cả các lĩnh vực đều suy đồi hết. Con người bị kiệt quệ sức chiến đấu, sức khỏe thì bị tiêu diệt một cách từ từ bằng ung thư, dị tật, bằng quái thai, bằng bệnh tật, bằng chết chóc. Bước ra đường thì bị tai nạn giao thông, bị đâm chém, bị cướp bóc, nằm ngủ mà còn sợ bị cướp, ngủ mà mở mắt thức dậy thì nó mổ bụng, nó lấy mất nội tạng không hay. Tức là một cái xã hội như thế thì chúng ta sẽ đối diện với cái thảm cảnh rất là đen tối. Thì chúng ta phải cần có lực lượng để chúng ta bảo vệ lẫn nhau. Chúng ta bảo vệ lẫn nhau trước, bảo vệ gia đình của mình trước, bảo vệ xóm làng của mình trước. Sau đó lực lượng chúng ta mạnh lên, chúng ta liên kết các lực lượng với nhau thì bảo vệ quê hương của mình, bảo vệ đất nước của mình sau. Thành ra cái việc xây dựng lực lượng, cái việc chúng ta dùng truyền thông, chúng ta nói miệng với nhau, chúng ta kết nối với nhau là một trong những cái nó quyết định chúng ta có tồn tại sống hay không, hay là chết. Rồi quyết định con cháu chúng ta có sống hay không, hay là chết. Điều này rất là quan trọng các anh chị. Thành ra Huy hay khuyến khích các anh chị gửi lời chào tới nhau là thứ nhất. Thứ hai là chúng ta kết nối, dành những phút đầu để kết nối với nhau. Các anh chị nghe rõ không ạ? Dạ, Thúy Vi, xem xong nhớ share nha mọi người, đúng rồi đó các anh chị. Chúng ta không có cần like, không có cần thả tim, chúng ta cần share thôi các anh chị. Share cho mọi người cùng nghe, cùng biết. Hồi tối hôm qua Huy có hứa với các anh chị là Huy tặng cho các anh chị một bài hát. Mà có nhiều anh chị yêu cầu nhiều bài hát, mà bài hát Huy cũng thích nữa, nhưng mà do cái sóng di động nó không được tốt nên Huy không có phục vụ được. Thì tranh thủ bữa trưa thì Huy có xin đảng. Xin đảng đừng có cử dư luận viên khóa mình, đừng có report, đừng có thả tim, thả like, đừng có truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của Huy nữa, để cho Huy hát tặng các anh chị. Huy hứa là Huy không có khai những cái bí mật mà đảng bán nước buôn dân, không có khai bí mật mà đảng ăn cướp trên khắp quê hương mình, không có khai đảng rước Formosa, Lion Man, Bullshit về giết dân mình, diệt chủng dân mình, không có khai đảng làm tay sai cho giặc Trung Quốc để đồng hóa tiêu diệt dân tộc của mình. Huy hứa Huy không khai, Huy hứa với đảng. Thành ra là Huy thấy sống bắt đầu tốt các anh chị. Thành ra cảm ơn đảng và dư luận viên thì đã cho tôi được nói và cho tôi được hát. Trong thời gian chờ đợi các anh chị trở lại thì Huy xin hát lại cái bài tối nha. Các anh chị đừng bắn mặt cười ha ha nữa. Mình không khai, mình hứa với nhau các anh chị, mình không khai, đừng có khai nha anh chị.
đó đây buồn đen dấu dày lửa tù nó đôi mắt chân nghe là từng khu chiến thuật cùng xa không ông cho phương xa nghìn đêm vắng nhà mây mù trên núi cao rừng sương che lối vào đầu cao xuống mênh mông nước đêm đêm nằm nằm đường ngắn bước thù áo nhà mình thương linh linh thương quê vì đời mà đi gió linh đó thấy giặt về làm phấn xanh cây lá lấy me gió mưa mù tay ninh nắng đông loan máu tươi đồng tháp vắng bóng hồng họ tôi yêu ai ân tình theo gót chân bọn đi xa đánh trận gặp gỡ trong cơn lốc xưng tao gọi mày hương hoa dần bùng cùng mang lưu luyến bước bâng khuâng của vạn người thân đây buồn đen tiếng dấu dày lửa thù nó đôi mắt chân nghe là từng khu chiến thuật áo đường xa không ấm có chân xa nhìn đêm vắng nhà mây mù trên núi cao rừng sương che lối vào đồng ruộng mênh mông nước đêm đêm nằm nằm đường ngăn bước thù áo nhà mình thương linh linh thương quê nhậu anh Huy ơi có người đủ nhậu luôn. Cảm ơn bạn. À, Vũ em ưu hận đồ bàn đi Huy ơi. Ok, bài đó cũng rất là hay. Cái bài hận đồ bàn cũng là một trong những bài Huy thích. À, một lúc nào đó có dịp Huy sẽ hát tặng các anh chị. À, chú Tiến Hoài đổi nghề hả cháu, kiếm con vợ với cái đàn cò làm sống kiếm ăn qua ngày kiểu lã vọng ngồi câu chờ thời. Cảm ơn chú. Đâu có cô nào mà chịu theo con mà ôm cái đàn kiếm cơm mà chờ thời đâu chú ơi. À, Đặng Xuân Hùng hát bài Vậy Mà Đi. À, hôm qua Huy nói các anh chị ai có yêu cầu bài nào thì Huy hát bài đó, mà không ai yêu cầu bài Vậy Mà Đi á. Không ai ai yêu cầu những cái bài hát của Đảng một thời. Các anh chị biết không, hồi xưa thời mà Đảng dụ dân mà đi kháng chiến chống thực dân Pháp, mà thật ra lúc đó không còn thực dân Pháp trên thế giới này nữa, mà Đảng dụ dân kháng chiến chống thực dân Pháp, thì Đảng hay dùng những cái bài hát hảo hùng lắm các anh chị. À, Vậy Mà Đi. Ai chiến thắng không hề chiến bại, ai nên khôn không khốn một lần. Vậy mà đi, hỏi đồng bào ơi. Đừng thương tiếc can chi mà khóc mãi, vậy mà đi, núi sông đang chờ. Rất là hay. Mà các anh chị biết không, bây giờ mà Đảng mà nghe dân của chúng ta mà cùng nhau hát vậy mà đi là Đảng sợ là xóm trong quần luôn. Đảng sợ lắm. À, có một lần tôi có viết cái status là trong rất là nhiều nhạc đỏ là nhạc của Đảng á, mà nhạc mà thấm máu của mấy triệu người Việt chúng ta, Đảng giết mấy triệu người Việt để xây dựng cách mạng á, gọi là nhạc đỏ.
là tôi thích một số bài nhạc đó, tôi rất thích. Trong đó có cái bài Tiếng Về Sài Gòn, Ta Quét Sạch Giặc Thù, Tiếng Về Sài Gòn, Giải Phóng Miền Nam. Tôi thích bài đó. Mà tôi thích ở trong cái hoàn cảnh này. Ở trong hoàn cảnh này mà miền Nam chúng ta dùng lên hát bài Tiếng Về Sài Gòn, Ta Quét Sạch Giặc Thù, Tiếng Về Sài Gòn, Giải Phóng Miền Nam là đảng sợ xón trong quần, đảng chạy là không kịp kéo quần lên. Tại sao các anh chị biết không, hồi xưa đảng dụ dân, đặc biệt là dân miền Bắc, đảng nói là miền Nam bị ách Mỹ Ngụy kìm kẹp, miền Nam rên xiết khổ sở. Cái đảng dụ dân vào, đảng nói là giải phóng miền Nam, thật ra là vào để cướp miền Nam cho đảng. Cướp miền Nam xong là bóc lột, rồi á, ăn cướp, ăn chặn, rồi á, đài ải dân miền Nam 42 năm. Bây giờ mà miền Nam họ đã nhìn thấy được sự thật rồi mà họ dùng lên, họ đòi giải phóng miền Nam thật sự thì đảng chạy, đảng sẽ chạy. Thành ra các anh chị biết không, nhạc đảng á, bây giờ mà có những người hát lại có khi bị cấm. Mới vừa rồi có một số bài nhạc, nhạc đỏ mà bị cấm, nhạc đảng vẫn bị cấm đó các anh chị, đúng không ạ? À, có những bài mà viết về người lính của đảng, người lính cộng sản mà cũng bị cấm. À, ở Trà Vinh có một anh cựu chiến binh ở chiến trường Ca, là chiến trường Campuchia đó, bị đảng lừa đi qua Campuchia, gọi là giải phóng Campuchia, tiêu diệt diệt chủng Khmer Đỏ để giải phóng dân Campuchia. Nhưng thật ra là qua bển tiêu diệt Khmer Đỏ thì đâu khi đoàn quân mà theo đảng đi qua xâm phạm vào lãnh thổ Campuchia, mượn danh là giải phóng Campuchia, thật ra qua bên đó thì đảng lợi dụng những người lính này để mà chiếm giữ Campuchia rất là lâu, chiếm giữ tới năm 88-89 mà đảng chưa chịu rút. Có nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, nếu không rút là họ trừng phạt bằng quân sự mới rút. Thì trong quá trình chiếm giữ thì đảng dơ dét vàng bạc của cải châu báu ngọc của Campuchia. Có cái đền Angkor Thom, nó nằm kế Angkor Wat, nó nằm trong cái cụm Angkor. Cái đền nó có một cái mộ của mẹ vua. Các anh chị biết cái mộ của mẹ vua thì họ xây rất là kiên cố. Thì cái quan tài á, họ để ở trên cái phiến đá rất là lớn, xung quanh họ xây cái mái vòm cao. Họ dùng ánh sáng tự nhiên chiếu vào cái quan tài, mà để cho cái ánh sáng tự nhiên chiếu vào để tiếp nhận năng lượng từ vũ trụ như vậy á, thì họ gắn rất là nhiều đá quý xung quanh. Thì khi ánh sáng tự nhiên chiếu vào vậy á, thì cái ánh sáng của hồng ngọc á, nó lung linh nó chiếu vào cái quan tài của mẹ vua, của bà hoàng hậu á. Thì trong cái quan điểm cổ xưa sơ khai, họ nghĩ là họ tiếp nhận cái năng lượng đó thì một ngày nào đó bà hoàng hậu này sẽ sống lại. Thì đảng qua đảng gỡ hết mấy viên hồng ngọc đó của ông ta. Các anh chị bây giờ đi vào ăn co thơm, các anh chị không thấy cái viên hồng ngọc nào còn hết trơn á. Nó còn lỗ tròn rồi. Đảng qua đảng chiếm Campuchia, đảng lấy của ông ta hết trơn. Rồi các đầu tượng Phật bằng đá cổ, các anh chị biết không? Đảng qua đảng bẻ đầu tượng Phật, đảng đem đi bán đồ cổ. Thì có những cái tượng bị bẻ đầu á, cái Campuchia họ phản ứng quá, cái đảng chơi, đảng lấy xi măng, đảng xây lại cái tượng bằng xi măng gắn trên cái mình tượng Phật bằng đá. Các anh chị biết hồi xưa người ta cách đây 700 năm người ta đục bằng đá nguyên khối, người ta đục thành những cái tượng Phật rất là quý, rất là đẹp. Không có cái tượng nào giống tượng nào, mỗi một khuôn mặt là một sắc thái khác nhau. Đảng đục cái đầu tượng, đảng đem bán xong rồi đảng xây xi măng, đảng trả lại cho Campuchia. Người Cam họ để yên nguyên tới bây giờ luôn, họ không gỡ ra luôn, họ để. Mỗi một lần khách quốc tế đến họ giới thiệu đây là cái dãy tượng Phật có hàng trăm năm tuổi gì, làm bằng đá nguyên khối vân vân. Thì những cái tượng mà bằng cái đầu bằng xi măng là do Việt Nam đã lấy xong rồi, họ trả lại, họ xin lỗi, họ trả lại bằng cái đầu xi măng gắn vô sâu quặt. Ủa, các anh chị thấy sự thật của đảng như thế. Rồi á, một trong những cái anh mà đi chiến trường Ca về á, anh về Trà Vinh anh sống á, thì anh đi người lính mà các anh chị, đi cực khổ mà vượt qua sống chết, mà sống mà còn về được là may mắn. Về cái đầu hòa nhập với cuộc sống không có được, tại biết được sự thật hòa nhập không được. Hòa nhập không được. Rồi cái đồng đội của anh cũng như vậy, bị thất nghiệp, bị chạy xe đa ôm, rồi đi làm mướn, làm thuê, nghèo nàn, nói chung là đảng dắt chanh bỏ giỏ. Thì anh đó anh có cái máu văn nghệ, anh mới viết cái bài ca cổ về người lính thời bình. Bài ca cổ rất là hay, về người lính thời bình. Mà các anh chị biết không, cái bài nó không có nói xấu gì đảng nhà nước, mà chỉ nói người lính sau khi đổ xương máu mà về thời bình là bị nghèo khó, xin việc còn không được, thời bình không có ai nhớ tới. Các anh chị biết không, cái bài hát nói về người lính thời bình nghèo cực, nghèo khó và cơ cực thôi, vẫn bị cấm, vẫn bị đảng cấm.
Nói lan man cho các anh chị biết gì là mỗi lần mà chúng ta ca hát cái gì á, chúng ta mà ở trong cái trại súc vật mang tên là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là chúng ta bị cấm đón xuống. Bị cấm đón và bị kỳ thị xuống, không phải chúng ta muốn hát cái gì là hát đâu, không phải là chúng ta muốn nói gì là nói đâu, mà đảng quản lý những thứ chúng ta nói, những thứ chúng ta hát. Và con cháu của chúng ta, con cháu của chúng ta sau này nó sẽ bị quản lý ngày càng siết chặt hơn. Bây giờ chúng ta đã cảm thấy rất là khó chịu đúng không? Cái bài mình thích mà họ không cho hát, cái điều mình nói là sự thật mà họ không cho nói, thì con cháu chúng ta còn khổ sở hơn nữa. Bây giờ có dấu hiệu rồi, họ bắt đầu họ làm họ đưa những cái thông tin là bộ trưởng bộ thông tin truyền thông của đảng là sẽ làm việc với Google, YouTube, Facebook để bắt phải gỡ tất cả những cái bài viết, những cái video clip gọi là xúc phạm tới lãnh tụ, xúc phạm tới lãnh đạo đảng nhà nước, bôi nhọ đảng và nhà nước, nói xấu đảng và nhà nước, vân vân. Các anh chị có nghe tin này không ạ? Thì cái bản chất của sự việc này là gì? Là họ đang muốn bóp nghẹt tự do của chúng ta, họ bóp nghẹt tự do của con cháu chúng ta. Các anh chị muốn nói cái gì là phải qua họ, mà đảng và cán bộ lãnh đạo và lãnh tụ thì chỉ được nói tốt, không được nói xấu, chỉ được nói mặt tích cực, không được nói mặt tiêu cực. Và cho dù cái chuyện xấu đó đó nó là sự thật thì đảng cũng không cho chúng ta nói. Và con cháu chúng ta nếu mà nằm ở trong cái trại súc vật mang tên xã hội chủ nghĩa này thì ngày càng khổ sở hơn chúng ta bây giờ nữa, khổ sở hơn nhiều. Đó là cái tương lai của mình, tương lai của mình và tương lai con cháu của mình. Hồi tối thì tôi có đàm luận với các anh chị cái chủ đề nó mang tính lịch sử một chút, nhưng không hiểu vì sao đảng cũng phá, đảng cho dư luận viên nó truy cập vào tài khoản của tôi liên tục, thì khi truy cập như vậy thì nó cứ đá ra nó cứ trèo liên tục. Cái đề tài đó nó không có gì là cao xa hết, mà tôi chỉ nói về lịch sử mà thôi. Thì sẵn hôm nay thấy đảng cũng chưa bụng cái gì rồi, dư luận viên cũng có tấn công, thì tôi cũng xin ôn lại một chút cái chuyện hồi tối tôi nói với các anh chị, thì để cho những anh chị nào mà chưa nghe chúng ta nghe lại luôn anh chị. Hồi tối chúng ta nói về sự lựa chọn của các dân tộc thông minh trước những biến cố lịch sử diễn ra xung quanh đất nước mình. Thật ra lựa chọn thông minh hay không thì chúng ta phải tính tới cái hiệu quả về sau, về lâu dài anh chị. Chứ ngay cái lúc lựa chọn thì không ai biết nó là thông minh hay không, không ai, không có công thức nào cả. Nhưng mà tính về hiệu quả lâu dài thì tôi kể cho các anh chị nghe ba câu chuyện về sự lựa chọn của các dân tộc làm thay đổi vận mệnh của họ, thay đổi con cháu của họ. Câu chuyện thứ nhất là nó có liên quan trực tiếp tới Việt Nam, là câu chuyện về Pháp. Thì các anh chị biết cái là từ sau khi người Pháp có mặt ở Đông Dương, là thực dân Pháp ấy có mặt ở Đông Dương, thì đất nước chúng ta rơi vào tình trạng là phân nửa thuộc địa, phân nửa phong kiến, đúng không ạ? Tức là nhà Nguyễn vẫn còn tồn tại, còn vua Bảo Đại, đúng không? Còn vua mà vua Thành Thái, đúng không? Vua Duy Tân, còn tất cả những vị vua đó đều sống ở trong cái thời mà thuộc Pháp. Những vua như vua Thành Thái, vua Duy Tân là những cái vua chống Pháp, chống thực dân Pháp. Thì cái chế độ thực dân Pháp áp đặt ở châu Á và đặc biệt là Đông Dương, áp đặt được cả Việt Nam, thì người Pháp đi chiếm nhiều nước trên thế giới, chiếm châu Phi, chiếm châu Á, người Pháp là thực dân. Thì các anh chị biết ở trong nội tình của nước Pháp thời điểm đó là ngay cả hoàng gia Pháp và các lực lượng chính trị trong Pháp là họ bắt đầu có mâu thuẫn với nhau rất là dữ dội. Thì người Pháp mà cấp tiến họ không thích, người Pháp không thích chính phủ Pháp đi chiếm nước khác, họ không thích điều đó. Nhưng mà người Pháp bảo thủ thì họ thích đi chiếm nước khác, thích áp đặt giá trị Pháp lên nước khác. Thành ra trong nội tình nước Pháp nó xảy ra mâu thuẫn rất là dữ dội. Thì những năm 39-40 thì các anh chị biết là những năm đó là bắt đầu là cái mầm móng của thế chiến bắt đầu nó nổ ra rất là dữ dội. Thế chiến 2 nổ ra rất là dữ dội. Thì phát xít Đức, các anh chị biết Đức với Pháp nó gần nhau mà, phát xít Đức nó bắt đầu nó gây chiến với Pháp, nó gây chiến với Pháp và có nhiều cuộc tấn công trong nội tình nước Pháp bắt đầu rạn nứt. Và cái khối mà những người chính trị gia Pháp mà theo tư tưởng thiên tả thân cộng sản, theo tư tưởng cánh tả mà cực tả thân cộng sản, nó bắt đầu họ chiếm lĩnh chính quyền Pháp. Thì khi chính quyền hoàng gia Pháp bị sụp đổ, khi phát xít nó tấn công vào Pháp, thì chính quyền mà thân cộng sản
tôi nói lại khúc đó, tức là khi mà chính quyền theo cái hướng thiên tả thân cộng sản ấy, họ nắm được chính quyền Pháp thì lập tức họ thành lập chính phủ ấy mang tên là chính phủ Vichy, chính phủ Vichy, thì họ bắt đầu ký những cái hiệp ước liên kết với phát xít Đức. Tức là trong thời điểm này thì chính phủ Vichy đã bắt đầu đứng về phe phát xít, và quân họ rước quân phát xít Đức vào chiếm đóng ở Paris và các thành phố khác, các tỉnh khác của Pháp. Thì lúc này cái người dân Pháp và trí thức của Pháp, đặc biệt là một bộ phận quân đội Pháp, họ không chịu điều đó. Họ cảm thấy rất là nhục nhã khi quân đội một nước khác chiếm đóng nước đất nước mình, là thứ nhất. Họ cảm thấy sự xuất hiện của phát xít Đức ở trên đất Pháp là một cái mối họa, tại vì họ biết được phát xít là cả thế giới loài người họ ghét phát xít, mà tại sao chính phủ của mình lại rước phát xít vào? Thì người dân trí thức của Pháp họ không chịu điều đó, thì họ bắt đầu họ đứng lên, họ thành lập một cái lực lượng ly khai. Lực lượng ly khai đó bắt đầu thành lập chính phủ ly khai. Chính phủ ly khai đó bắt đầu có quân đội ly khai. Thì tất cả những cái lực lượng về chính phủ ly khai và quân đội ly khai này đứng về phía một cái vị tướng rất là nổi tiếng mà Việt Nam hay nhắc, đó là tướng De Gaulle. Tướng De Gaulle. Thì ban đầu cái lực lượng ly khai này chiến đấu với lực lượng chính phủ Vichy và phải chống luôn cả phát xít Đức nữa. Phát xít Đức nó bảo trợ chính phủ Vichy mà các anh chị. Thì những cuộc đụng độ đổ máu diễn ra khắp nơi, thiệt hại và về nhân mạng diễn ra rất là nhiều. Tuy nhiên cái chính phủ mà ly khai này, họ tuyên bố họ sẽ đứng về phe đồng minh. Đứng về phe đồng minh là đứng về phe của Anh, của Pháp, của Tưởng Giới Thạch, để chống lại phe phát xít, chống lại Đức, Ý, Nhật và chống lại chính phủ Vichy của mình. Chính phủ Vichy mà đi theo phát xít này. Thì cái khối đồng minh tự do, khối những nước tự do, họ bắt đầu họ hỗ trợ cho cái chính phủ ly khai này, hỗ trợ cho lực lượng ly khai này thành lập một cái lực lượng quân đội mạnh lên. Và cuối cùng các anh chị biết, các anh chị xem bộ phim trận đổ bộ Normandy của Pháp là nó phản ánh rất là sinh động cái giai đoạn này của Pháp. Tức là trận đổ bộ của quân đồng minh đánh chính phủ Vichy và đánh phát xít Đức, sát cánh với quân ly khai của người Pháp, của những người dân tự do Pháp, để đánh chính phủ Vichy và đánh phát xít Đức, đẩy lùi ra khỏi Paris, giải phóng nước Pháp. Và cuối cùng trận này nó làm cho quân Đức bị kiệt quệ, cùng với cái thua trận ở cái mặt trận mà Moscow, mặt trận mà sông, con sông mà đóng băng mà người Đức bị thua, thì nơi phát xít Đức bị sụp đổ. Thì người Pháp đóng vai trò quan trọng, then chốt số 1 trong cái cuộc thắng phát xít Đức. Và cuối cùng các anh chị biết, từ cái lựa chọn mà ly khai rất là, trong cái thời điểm rất là quan trọng ấy, đổ máu để ly khai, thì người dân Đức trở có một cái chính phủ mới, chính phủ Liên Hiệp Pháp, chính phủ De Gaulle của Liên Hiệp Pháp. Và chính phủ ấy đứng về phía phe đồng minh. Cuối cùng khi Liên Hiệp Quốc thành lập năm 45 sau Thế chiến 2 anh chị, thì người Pháp hiển nhiên có một vị trí trong thường trực Hội đồng Bảo an. Tức là năm nước thường trực Hội đồng Bảo an lớn nhất của thế giới này đang mà giữ gìn an ninh hòa bình cho thế giới này thì có người Pháp. Do công của họ đứng về phía phe đồng minh chống lại phát xít Đức, và chính họ là đóng vai trò then chốt để lật đổ phát xít Đức, lật đổ cái chính quyền Vichy. Thì đó là một trong những lựa chọn là cực kỳ thông minh. Tại lựa chọn đổ máu, lựa chọn đứng về phía tự do, đứng về phía văn minh để chống lại chính phủ của mình, chống lại cái khối mà cả thế giới người ta ghét, đi con đường mà đúng đắn thì mang tới cái tương lai cường thịnh cho con cháu của mình. Thì các anh chị biết rồi, bây giờ mà các anh chị có quốc tịch Pháp thì tuyệt vời không ạ? Bây giờ mà các anh chị có quốc tịch Pháp thì tuyệt vời không ạ? Tất cả những điều gì mà gọi là tuyệt vời nhất đều nằm ở châu Âu, đúng không các anh chị? Và nước Pháp là một trong những nước có những đỉnh điểm văn minh của châu Âu. Thời trang Paris, nước hoa nước hoa Paris, nước hoa Pháp, rượu vang Pháp, đúng không ạ? Xe Pháp thì tuyệt vời lắm anh chị ha. Rồi kiến trúc của Pháp, nghệ thuật của Pháp, văn học nghệ thuật, rồi giáo dục y tế của Pháp, đặc biệt là y học của Pháp, những cái điều đó quá tuyệt vời. Mà từ một cái đất nước đổ nát, từ một cái chính quyền Vichy hèn hạ rước giặc vào, rước cái bọn giặc phát xít mà cả thế giới người ta ghét vào, đàn áp chính dân mình đổ máu. Người dân họ chọn đứng lên ly khai, chống lại chính phủ đó, tôi không chịu chính phủ đó, thì cái thế giới văn minh hỗ trợ cho cái phe ly khai. Thì họ cái chọn lựa đúng, nó dẫn tới cái kết quả người Pháp ngày hôm nay là một trong năm nước thường trực Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc. Thì đó, cái điều đó chứng tỏ là cái lựa chọn họ là lựa chọn thông minh. Các anh chị, câu chuyện thứ hai tôi muốn chia sẻ với các anh chị là câu chuyện ở Đông Nam Á chúng ta thôi. Người Pháp thì xa quá. Câu chuyện đó là câu chuyện về nước Thái Lan. Nước Thái Lan này các anh chị biết rồi, họ ngày xưa họ gọi là dưới kèo Việt Nam chúng ta. Dưới kèo.
trước năm 75 là trong khối CITO của Đông Nam Á, khối CITO giống như khối NATO các anh chị, mà nó ở Đông Nam Á thì người ta gọi là khối CITO, khối Hiệp ước Quân sự Đông Nam Á, CITO. Thì Việt Nam Cộng Hòa, tức là miền Nam chúng ta là đứng số 1, chúng ta là anh cả của khối CITO. Thì tất cả những nước khác như là Thái Lan, Malaysia, Singapore đều đứng dưới hết. Thì Thái Lan có một cái vị trí, cái xuất phát điểm thấp hơn Việt Nam. Và ngược dòng lịch sử trước nữa trong thời phong kiến á, thì các triều đại phong kiến của Thái Lan đều thấp hơn cái triều đại phong kiến Việt Nam một bậc, tức là về mặt sức mạnh đó, cái gì về mặt trường quốc tế á, nhất là đỉnh điểm là ở triều Nguyễn với triều Vua Gia Long. Triều Nguyễn với triều Vua Gia Long á là Thái Lan là đồng minh của triều Nguyễn, nhưng mà thực chất đồng minh theo dạng là đàn em, theo dạng đàn em á, theo dạng giống như là Nhật Bản, Hàn Quốc đồng minh của Mỹ bây giờ. Triều Nguyễn của chúng ta là thống nhất Giang Sơn, là Phnom Penh là Nam Vang của chúng ta, đất nước Campuchia là đất nước ở Siem Reap bây giờ. Đó. Thì Thái Lan là Simla, là đồng minh của nhà Nguyễn, nhưng tất cả đều là đồng minh đàn em hết các anh chị. Ngược dòng lịch sử thì chúng ta thấy Thái Lan lúc nào cũng xếp kèo dưới của Việt Nam hết. Và ngược một chút nữa, thời Chúa Nguyễn á, thì Thái Lan họ quản lý cái vịnh Thái Lan, anh chị biết không, cái vùng Phú Quốc và Kiên Giang, cái biển Tây á, cái vịnh đó mang tên là vịnh Thái Lan, vịnh Thái Lan mà. Nhưng mà không bao giờ một cái chiếc tàu chiến Thái Lan nào xuất hiện ở đó hết. Tại sao ạ? Tại vì triều Nguyễn là khống chế nguyên vùng đó, khống chế nguyên vùng hết. Triều Nguyễn cấp cái quyền tự trị cho nhà Mạc, thành lập một cái vùng giống như cái bang Hà Tiên như, thì họ quản lý cái vùng vịnh Thái Lan đó. Đó. Rồi cấp một cái vùng tự trị Bắc Sắc để quản lý Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, dùng tự trị Bắc Sắc. Rồi cấp cái dùng tự trị là Long Châu Sa, là cái dùng An Giang, Đồng Tháp ấy. Đó là nhà Nguyễn thực hiện các dùng tự trị theo cái kiểu liên bang giống như Hoa Kỳ bây giờ đó. Thì chúng ta mạnh hơn Thái Lan rất là nhiều, mạnh hơn Thái Lan rất là nhiều. Tuy nhiên một số sự lựa chọn thôi đã làm thay đổi toàn cục. Bây giờ chúng ta biết chúng ta thua Thái Lan tới 30 năm đúng không, chúng ta không cần phải nói nhiều ha. Thì lựa chọn đó là lựa chọn gì, tôi điểm qua một số lựa chọn của Thái Lan cho các anh chị cùng chia sẻ. Thứ nhất là trong giai đoạn thuộc địa thì người Anh chiếm Thái Lan, người Pháp chiếm Đông Dương, tức là nước Anh lúc mà còn thuộc chính sách thuộc địa, chính sách chiếm hữu thì họ chiếm Thái Lan. Thì các anh chị biết là khi người Pháp chiếm Việt Nam á, thì chúng ta người Việt Nam chúng ta đặc biệt là rất là nhiều phong trào ở Việt Nam chúng ta là chúng ta chống Pháp bằng vũ lực, chống người Pháp bằng vũ lực. Tại vì nhà Nguyễn của chúng ta cái hậu nhà Nguyễn nó rất là suy đồi, nó ghét các giá trị phương Tây, ghét giá trị phương Tây lắm, và ghét Kitô giáo, đàn áp, giết Kitô giáo, thành ra gặp phương Tây là phải chém cho giết. Tuy nhiên cái chọn lựa tương đối trong cái lúc này ở Thái Lan là hoàng gia Thái Lan ngồi lại với hoàng gia Anh để ký hiệp ước đồng minh, tức là hoàng gia Thái Lan rước người Anh vào cho đóng quân, cho thực dân Anh vào đóng quân, cho mở đại sứ quán, mở băng giao, cho truyền giáo, người Thái Lan toàn là đạo Phật nhưng mà cho truyền Kitô giáo vào, cho truyền Tin Lành giáo vào. Hoàng gia Thái Lan làm chuyện đó, tức là họ lựa chọn hoàn toàn khác với mà người Việt Nam mình. Đó là cái điểm lựa chọn thứ nhất, người Thái Lan không có chiến tranh gì với thực dân Anh hết các anh chị. Mà các anh chị biết không, bây giờ các văn hóa của Thái Lan ấy, họ ảnh hưởng văn hóa Anh tới bây giờ còn rất là sâu đậm. Chạy xe là chạy bên trái, đâu có chạy bên phải. Ảnh hưởng rất là nhiều thứ văn hóa, và cái thiết chế giao thông nó giống hệt như là người Anh luôn. Đó. Rồi, lựa chọn thứ hai là khi mà thực dân Anh bị đánh bại thì cái nước Anh mới các anh chị, trong cái lúc mà phát xít Nhật nó đánh Đông Á, nó thực hiện chính sách đại Đông Á, thì nó tiến vào nó đuổi thực dân Anh đi, nó tiến vào nó đuổi thực dân Pháp Đông Dương đi, tiến vào Thái Lan đuổi thực dân Anh đi, thì ở Đông Dương, ở Việt Nam chúng ta, thì lúc đó mấy ông cộng sản mới, lúc mà ông cộng sản phát triển rồi đúng không ạ, mới dựng cờ khởi nghĩa, mới cướp chính quyền, mới làm đủ thứ trò, mới dùng bạo lực cách mạng vân vân, tức là đánh chém giết, thì ở Thái Lan hoàng gia và các chính trị gia Thái Lan họ ngồi xuống họ đàm phán với hoàng gia Nhật. Phát xít Nhật là hoàng gia Nhật ấy. Đàm phán với hoàng gia Nhật để tiếp tục ký hiệp ước đồng minh với Nhật. Alo, cảm ơn các anh chị. Mình mới nói tới Thái Lan cái bắt đầu là có chuyện rồi. Mình nói lại ha các anh chị, xin lỗi các anh chị, cảm phiền. Tôi nói lại cái đoạn chỗ cái giai đoạn mà thực dân Anh chiếm Thái Lan, Malaysia, Indo, Úc, New Zealand và Ấn Độ, thì thực dân Pháp chiếm Đông Dương,
một số nước ở châu Phi nhân dân thì lúc đó nó tương đồng với nhau. Thì khi mà phát xít Nhật bắt đầu đánh châu Á, thực hiện cái chính sách đại Đông Á của Nhật á, thì họ tiến vào Đông Dương, họ lật đổ chính quyền thực dân Pháp á, thì đụng tới sự phản đối của người dân rất là dữ. Mà theo truyền thống của người dân chúng ta thì chúng ta chọn lựa phản đối bằng bạo lực, bằng bạo lực. Và cộng sản thì phản đối bằng máu me, bằng bạo lực, bằng giết chóc và bằng cướp chính quyền. Nhưng mà khi đó thì người dân Thái Lan, khi người mà thực dân Anh bị đánh bại á, phát xít Nhật vào, thì người dân Thái Lan và hoàng gia Thái Lan họ chọn lựa hoàn toàn khác Việt Nam. Tức là chính phủ và hoàng gia Thái Lan họ ngồi xuống, họ đàm phán với hoàng gia Nhật. Họ đàm phán để người Nhật mượn đất Thái Lan mở căn cứ, dùng cái miếng đất, dùng cái căn cứ đó đó để bắt đầu người Nhật đi chinh phục các nước khác, đi chinh phục các nước khác để thực hiện chính sách tại Đông Á. Thái Lan họ ký cái hiệp ước đồng minh với Nhật để cho Nhật mượn cái căn cứ đó. Thì khi đó người Nhật mới đánh qua tận Úc. Có cái trận đánh ở cảng Sydney, người Nhật đánh rất là hay, đánh bằng tàu ngầm, đánh cảng Sydney rất là lớn. Hôm nay chúng ta sẽ nói về trận đánh này. Thì từ cái căn cứ này mà người Nhật đi đánh khắp nơi, thì người Thái tránh được cái cuộc chiến với phát xít Nhật, không phải đổ máu nữa. Đó là một lựa chọn thứ hai khác biệt cho Việt Nam. Rồi khi phát xít Nhật năm 45 bị Mỹ đánh bại, bị khối đồng minh đánh bại, thì phát xít Nhật đang chờ giải giáp thì quân Mỹ, quân Pháp, quân Anh, quân Tưởng Giới Thạch bắt đầu tiến vào những cái vùng mà phát xít Nhật đang chiếm đóng ở châu Á để giải giáp vũ khí, để bắt tù binh trở về Nhật, để bắt đầu họ xây dựng cái chính phủ mới, họ bảo trợ cho chính phủ mới ở những cái nước mà bị phát xít chiếm đóng thành lập. Thì quân Anh khi tiến vào, quân Mỹ tiến vào để giải giáp quân đội Nhật á, thì người Thái Lan, chính phủ Thái Lan và hoàng gia Thái Lan lập tức họ chọn lựa, họ ký hiệp ước đồng minh với Anh và Pháp, Anh và Mỹ, họ ký những hiệp ước đồng minh theo kiểu song phương như thế. Thì họ ngay lập tức nhẹ nhàng giải giáp được cái căn cứ quân sự Nhật đóng trên đất Thái Lan, mà họ cũng không phải đối đầu hay không phải đụng độ với ai hết. Thì cuối cùng người Thái Lan trải qua suốt hai cuộc thế chiến, người Thái Lan không có bị tốn một cái giọt máu nào trong những cuộc thế chiến đó, gần như vậy. Họ không phải tham chiến, họ chỉ dùng đàm phán thôi, họ dùng sự chọn lựa. Họ chọn lựa rất là thông minh, họ bảo vệ lợi ích dân tộc của họ. Họ cho mượn căn cứ, cho xây căn cứ. Tụi bay cứ mượn căn cứ đánh nhau, tụi bay bảo vệ đất nước tao là được rồi. Tụi bay đừng có xâm phạm chủ quyền nước quốc gia của tao là được rồi. Hoàng gia của họ vẫn tồn tại bình thường. Trong khi cùng lúc đó ở Việt Nam chúng ta thì sao ạ? Ngay khi phát xít sụp đổ, thì quân Pháp, quân Anh, quân Tưởng tiến vào để giải giáp vũ khí á, thì họ thành lập một cái chính quyền của ông Trần Trọng Kim do Bảo Đại làm quốc trưởng, chính quyền quốc gia Việt Nam. Thì ông cộng sản ông Việt Minh ông cũng nhào xuống, ông cướp chính quyền, cướp chính quyền luôn. Người ta có chính quyền ông cướp chính quyền, rồi ông kích động người dân là đánh thực dân Pháp, đánh đuổi thực dân Pháp. Mà thật ra Pháp lúc đó là quân đồng minh thắng trận, chứ đâu còn là thực dân bị người ta đánh ở trận đổ bộ Normandy đánh sập rồi. Quay trở lại là Việt Minh có một cái cú lừa lịch sử đối với dân tộc Việt chúng ta, là Di Cộng đó, nó lừa chúng ta. Thì chúng ta chọn lựa hoàn toàn sai, chọn lựa hoàn toàn không có phù hợp với xu thế của quốc tế. Thành ra là cuối cùng chúng ta lao đầu theo, phân nửa đất nước miền Bắc lao đầu theo cộng sản để đánh, gọi là đánh thực dân, nhưng thực ra đất nước đâu phải là thực dân, đánh vào cái khối văn minh, cái khối tự do, chúng ta đứng sai được. Và lịch sử nó có những cái thế xây dần là Việt Nam mình đi theo cộng sản đến bây giờ là gần 90 năm. Trong khi cùng lúc đó ở Thái Lan, sau Thế chiến hai họ bắt đầu, họ là đồng minh, mặc nhiên đồng minh của Anh, Pháp, Mỹ. Có một điều đặc biệt đó là hoàng gia của Thái sau Thế chiến hai, cái khối đồng minh thắng trận phát xít á, ngoài Anh, Pháp, Mỹ ra, các anh chị nên nhớ là còn Tưởng Giới Thạch, chính quyền Tưởng Giới Thạch là chính quyền Đài Loan bây giờ đó, và một cái tên rất là quan trọng đó là tên Liên Xô. Các anh chị nhớ nha, khối đồng minh thời điểm đó là năm tên này nè. Thì chính quyền Thái Lan ký hiệp ước đồng minh với tất cả các tên này trừ Liên Xô ra. Hoàng gia Thái không bao giờ ký liên minh liên kết với cộng sản. Đó là một trong những lựa chọn rất là khác biệt đối với Việt Nam. Trong khi Việt Nam chúng ta đi theo Việt Minh, đi theo cộng sản để đánh lại khối đồng minh. Còn hoàng gia Thái chọn liên minh liên kết với khối đồng minh trừ cộng sản ra. Đó là một trong những lý do mà các anh chị thấy bây giờ Thái Lan hoàn toàn khác biệt với Việt Nam. Đúng không các anh chị? Và nói về nước Thái, lựa chọn của nước Thái, lựa chọn của vua Thái
làm thay đổi cái tương lai của họ bây giờ thì bây giờ các anh chị biết là chính vì những cái lựa chọn lịch sử đó thì con cháu người Thái họ được hưởng những cái giá trị văn minh và tự do. Thì người Thái họ đi những cái bước rất là dài mà Việt Nam chúng ta dự đoán phải có được khoảng phải có tự do mà 30-40 năm sau mới theo kịp người Thái, với điều kiện người Thái đứng lại đừng có đi. Các anh chị hiểu là người Thái đi xa cái nào. Giáo dục người Thái hiện giờ là hoàn toàn miễn phí, con em của họ đi học ở trong trường ấy, là được một bữa ăn trưa và một cữ uống sữa miễn phí. Họ cải thiện giống nòi đó, họ chăm lo cho học sinh, chăm lo cho thế hệ sau. Y tế của người Thái hoàn toàn miễn phí, chỉ có bệnh viện tư là tốn tiền, bệnh viện công là miễn phí cho người Thái. Trong quốc ca người Thái có câu rất là hay, đó là người Thái chỉ phục vụ cho người Thái, hay lắm. Tất cả đường xá người Thái hầu như là tiếng Thái, tiếng Anh, một dòng chữ tiếng Anh rất là nhỏ, mặc dù họ là đồng minh của Anh, đồng minh của Mỹ. Mặc dù họ từng là đất nước thuộc địa của Anh, nhưng mà tiếng Anh rất ít xuất hiện ở Thái. Toàn là tiếng Thái, là tinh thần tự tôn dân tộc của họ. Sự lựa chọn rất là khôn ngoan, nhưng họ giữ được bản sắc của họ, giữ được sự tự tôn dân tộc của họ. Thì con cháu họ bây giờ rất là thay đổi, đúng không anh chị? Thì các anh chị biết ha, hiện bây giờ nội liên minh về quân sự thôi, người Thái là đồng minh của Mỹ, họ xài đồ của Mỹ không? Máy bay họ đã xài F-16, F-18. Trong khi Việt Nam bây giờ năn nỉ gần chết, Mỹ nó còn không bán cho F-16. Bây giờ còn bay mấy chiếc F5, F6 thời mà thời Việt Nam Cộng Hòa để lại lấy sữa xài. Lựa chọn 87, 83. Nhưng bây giờ bay đồ cùi bắp, bắn súng cùi bắp. Liên minh quân sự với thằng Trung Cộng, cả thế giới người ta ghét. Trong khi là cả thế giới người ta muốn liên minh liên kết với Mỹ, Anh, Pháp, những cái nước văn minh. Mà mình này lựa chọn 87 đi liên minh với Cộng sản. Thì Hoàng gia Thái tới bây giờ họ vẫn không chơi với Cộng sản anh. Họ làm ăn kinh tế với Trung Quốc, nhưng mà các anh chị biết hay đến độ là hàng hóa Trung Quốc rất khó nhập vào Thái Lan. Hàng hóa Thái Lan nhập qua Trung Quốc rất là nhiều, là kim ngạch thương mại là của người Thái là toàn là xuất siêu qua Trung Quốc, nhưng mà Trung Quốc rất khó nhập vào Thái Lan. Trái cây của Trung Quốc gần như không xâm nhập được vào Thái Lan. Quần áo, giày dép, tất cả hàng tiêu dùng toàn là người Thái phục vụ cho người Thái. Đó là lựa chọn của họ, trong khi Việt Nam mở cửa cho hàng hóa nhập vào Việt Nam, đánh sập hết nền kinh tế của Việt Nam. Trái cây, quần áo, giày dép, hàng tiêu dùng, độc hại cái gì đó vô, mày muốn giết dân tao gì cũng được, cộng sản nó mở cửa nó rước vô hết. Lựa chọn đó anh chị, ai biểu các anh chị lựa. Lựa bậy thì bây giờ con cháu gánh. Rồi câu chuyện thứ ba tôi muốn kể với các anh chị là câu chuyện về Singapore. Singapore cũng là một nước ở gần Việt Nam, ngày xưa là so với miền Nam tự do, Singapore cũng là chiếu dưới, là đàn em. Mà các anh chị biết không, Singapore nó cũng trải qua nhiều biến cố lịch sử, thậm chí biến cố của nó còn khốc liệt hơn so với Việt Nam và Thái Lan nữa. Là Singapore là một cái hòn đảo rất là nhỏ, một cái bán đảo nhỏ, bằng nhỏ hơn cả cái đảo Phú Quốc của Việt Nam nữa. Và nó chỉ là một cái thị trấn nhỏ, một cái làng chài, nghèo, không có nước sạch để dùng, không có rừng và không có nước sạch. Tuy nhiên các anh chị biết cái thời mà sau khi thực dân Anh họ chiếm đóng Malaysia và Singapore xong á, họ trả độc lập lại. Là vào khoảng năm 63 thì lúc đó là nước Anh không còn thực dân nữa, thì họ cho những cái nước nào mà không có muốn thuộc khối Liên Hiệp Anh nữa thì tự trưng cầu dân ý để giành độc lập. Thì Malaysia là một trong những nước tách ra khỏi khối Liên Hiệp Anh, thì Singapore cũng tách ra khỏi khối Liên Hiệp Anh. Và các anh chị biết sau Thế chiến 2 á, là Singapore nó được hưởng rất là nhiều cái nguồn lợi từ Anh, tại vì họ có cái cảng rất thuận lợi, họ xây dựng cái thị trấn rất là cường thịnh, cái cảng biển cường thịnh, thì họ được ảnh hưởng cái tư tưởng tự do của người Anh. Thì khi mà Malaysia nó tách ra như vậy thì Singapore buộc cũng tách ra thành một bang của Malaysia chứ không còn thuộc Anh nữa, thì cái khối những người mà yêu tự do trong Singapore họ không có chấp nhận điều đó. Các anh chị biết có một cái đặc điểm là người Malaysia đa phần là người Hồi giáo, trong khi người Singapore đa phần là những người Kitô giáo, thì họ lại cũng không thích nằm trong cái khối của Malaysia. Mà Singapore họ biết cái vị thế của họ là đi theo Malaysia là không có thể nào phát triển bằng đi theo khối các nước khác được, thì họ tự động dân của họ đứng lên thành lập cái phong trào ly khai. Cái phong trào ly khai của Singapore đó nó được ông Lý Quang Diệu dẫn dắt. Phong trào ly khai nó phát triển mạnh đến độ mà chính phủ của Malaysia sau những năm 63 là phải thực hiện vũ lực để trấn áp, dùng vũ lực để trấn áp. Những cuộc biểu tình bị trấn áp đẫm máu, hàng loạt những người bị bắt bỏ tù, thậm chí hàng loạt những người bị giết.
Tuy nhiên phong trào của họ vẫn giữ vững. Họ quyết định, họ đấu tới cùng để họ đòi ly khai. Thì người Anh và Liên Hiệp Quốc họ nhìn thấy cái ý muốn dân tộc tự quyết của Singapore. Họ có nghị quyết can thiệp buộc Malaysia phải dừng, không có được được đàn áp Singapore và phải cho trưng cầu dân ý để tách. Thì các anh chị biết cũng cùng trong năm 63, là tháng 8 năm 63 là cuộc trưng cầu dân ý tách Singapore khỏi Malaysia. Thì cuối cùng Singapore được độc lập thành một quốc gia nhỏ xíu mà không có nước, không có rừng, một cái hòn đảo nhỏ. Thì ông Lý Quang Diệu cái ngày độc lập đó, ông và những người dân đứng ngay dân Singapore, ông còn khóc mà. Ông khóc vì đất nước ông tách ra mà còn không có nước sạch để dùng, không có nguồn nước ngọt đâu. Nhưng mà cái khao khát yêu tự do và họ lựa chọn bằng cái tư duy của họ là tư duy toàn cầu. Họ nhìn thấy được cái sự vận hành là biết phải tách ra thì họ mới giàu mạnh được. Phải tách ra thì không còn phụ thuộc cho Malaysia nữa. Thì họ biết điều đó. Thì các anh chị thấy rồi, Lý Quang Diệu lèo lái Singapore trở thành một trong những điểm đến rất là hấp dẫn của vận tải đường thủy. Cái đường biển mà 5.000 tỷ đô đi qua, nó bây giờ nó không ghé Sài Gòn nữa thì nó ghé Singapore. Tại vì Sài Gòn chúng ta trở thành thành phố hồ Bắc Bó rồi, thì bọn Tây nó đâu có ghé nữa, thì nó ghé Singapore. Rồi đường hàng không thay vì ghé Tân Sơn Nhất, mà ghé Tân Sơn Nhất các anh chị biết là ghé xuống nó đòi tiền đô, thấy ghét, người ta đâu đi đầu tư nữa, người ta ghé Singapore. Thì tất cả những cái điều đó thì ông Lý Quang Diệu cũng dự đoán được, dân tộc của họ dự đoán được, họ xây dựng một Singapore cường thịnh. Bây giờ họ là số 1 Đông Nam Á, chứ không phải là đàn em hay chiếu dưới của ai hết, đứng trên Malaysia luôn, vượt trên cả Malaysia luôn. Họ trở thành một quốc gia cường thịnh nhất, bậc nhất của thế giới này luôn, chứ không phải là của châu Á nữa. Đúng không anh chị? Nếu ở châu Á ngoài Nhật ra thì có ai dám can đảm nói là hơn được Singapore ở châu Á này? Khó lắm, không có quốc gia nào dám nói là hơn được Singapore. Có những cái chỉ số, thậm chí chỉ số về thu nhập bình quân đầu người Singapore nó còn cao hơn cả Mỹ nữa. Đó là một trong những cái kết quả mà do sự lựa chọn khôn ngoan của thế hệ ông bà của họ đem lại cho con cháu bây giờ. Điểm qua ba câu chuyện đó, đặc biệt là câu chuyện Singapore, nó có một cái mối liên hệ rất là khăng khít với Việt Nam chúng ta. Thì tôi muốn mở rộng, tôi nói thêm với các anh chị là khi Singapore họ độc lập vậy thì họ bắt đầu họ phát triển cường thịnh từ năm 63-64, phát triển từ từ dài, nhưng mà họ bị Sài Gòn chúng ta kìm nén, tại vì Sài Gòn chúng ta là đàn anh, là chiếu trên đó. Nhưng mà cái cục diện của toàn cầu nó thay đổi á, là người Singapore và ông Lý Quang Diệu dự đoán được hết. Thì tháng Tư Đen năm 75 là tháng Tư vong quốc do Bắc Cộng chiếm miền Nam chúng ta, thì Sài Gòn bị sụp đổ, miền Nam bị sụp đổ, là đó là cái cơ hội vàng của Singapore. Thì người Singapore và Lý Quang Diệu nắm được. Các anh chị biết có một câu chuyện rất là đau thương tôi muốn chia sẻ để người Việt chúng ta phải biết về cái mối liên kết lịch sử giữa Singapore và Việt Nam chúng ta, đặc biệt là miền Nam. Đó là khi Sài Gòn sụp đổ, các anh chị biết những nước văn minh họ biết thế nào cũng có một cái trận chạy nạn, chạy giặc cộng sản. Cộng sản đi đến đâu người ta chạy tới đó mà. Thì cái khối những cái nước văn minh họ ngồi với nhau, trong đó Úc là chủ đạo, họ đề nghị là các nước văn minh này sẽ hùng tiền lại mua một nhóm đảo của Philippines. Một nhóm đảo của Philippines để cho người miền Nam mà chạy giặc cộng sản á ra đây lập quốc. Giống theo cái mô hình mà Tử Chí Thạch bị cộng sản Trung Quốc đánh ra Đài Loan vậy, các giống vậy đó. Nhưng mà họ phải mua một cái nhóm đảo ở Philippines để cho miền Nam lập quốc. Thì các đề nghị này được hầu hết các nước đồng ý. Mỹ, Anh, Pháp, những cái nước mà quan trọng á, ngồi lại với Úc đó là bàn đồng ý. Tuy nhiên nhóm các nước châu Á, đặc biệt là Singapore, phản đối cực lực. Lý Quang Diệu phản đối cực lực, không cho cái dự án này được triển khai vào tháng. Alo, các chị nghe lại chưa? Nói tới cộng sản là trọng lúa cắn cát. Mình nói lại khúc Singapore hay các anh chị, mối quan hệ Singapore ân oán với Việt Nam chúng ta dữ lắm. Nhiều người á các anh chị, đặc biệt là phe đảng cùng Lý Quang Diệu, in sách Lý Quang Diệu, viết rất là nhiều điều hay về Lý Quang Diệu. Thậm chí cái giai đoạn Lý Quang Diệu ở Sài Gòn, alo các anh chị nghe rõ không ạ? À?
Dạ, Quý kể câu chuyện về Singapore, nó có mối liên quan trực tiếp tới tới Sài Gòn, tới miền Nam tự do. Và đặc biệt là câu chuyện mà Singapore nó tước cái cơ hội mà miền Nam chúng ta được có cơ hội để lập một cái nước mới, một cái quốc gia mới, khiến cho 500-600 ngàn người chạy nạn cộng sản vượt biên phải chết trên biển, đúng không các anh chị? Các anh chị gõ chữ thuyền nhân thì các anh chị ra biết bao nhiêu hàng triệu cái kết quả tìm kiếm. Các anh chị có điều kiện, các anh chị đặc biệt là các anh chị trẻ ở Việt Nam nên coi bộ phim Vượt Sông. Bộ phim nó phản ánh rất là trung thực về cái nạn mà người miền Nam phải chạy nạn cộng sản. Họ bị bắt vô trại cải tạo như thế nào? Vợ chồng con cái, cha mẹ, ông bà bị chia cắt ra làm sao? Họ bị đày đọ như thế nào? Và họ phải thí mạng để họ vượt biên như thế nào? Họ vượt biên, họ bị nạn cướp biển như thế nào? Họ bị, đàn bà thì bị hiếp dâm, đàn ông thì bị giết, trẻ em cũng bị giết. Họ phải bỏ mạng ở trên biển vì Singapore tước mất một cái cơ hội để cho miền Nam chúng ta lập một cái nước mới khi chúng ta chạy nạn cộng sản theo cái kiểu như là Đài Loan. Vì sao có điều này? Vì cái lựa chọn của ông Lý Quang Diệu và dân Singapore rằng nếu như cái thành phần tinh anh mà chạy nạn cộng sản là những người rất là tinh anh, những người được đào tạo trong cái nền giáo dục miền Nam tự do rất là tinh anh, mà họ lập một cái quốc gia ở cái đường biển mà 5.000 tỷ đô vận tải một năm như thế này, nằm ở đường biển, lập một cái quốc gia như vậy á, thì họ lại tiếp tục cái quốc gia đó, quốc gia của miền Nam tự do lại tiếp tục trở thành là đầu tàu của Đông Nam Á, thậm chí của châu Á nữa, thì sẽ tước mất cái cơ hội của Singapore, sẽ cạnh tranh với Singapore. Thì Lý Quang Diệu lạnh lùng tước cái cơ hội đó của người Việt Nam. Singapore lạnh lùng tước mất cơ hội đó của người Việt Nam. Thì người Việt Nam chúng ta phải bỏ mạng hàng trăm ngàn người trên biển. Thì câu chuyện này là câu chuyện có thật của lịch sử. Và câu chuyện này nhắc chúng ta nhớ một rằng chúng ta đừng có thần tượng Singapore một cách thái quá, thần tượng Lý Quang Diệu một cách thái quá mà quên có một sự thật lịch sử là họ có ân oán với miền Nam tự do chúng ta. Chúng ta không có thù hằn, nhưng chúng ta phải biết sự thật. Sự lựa chọn của thế hệ trước mang đến kết quả của thế hệ sau. Và trong cái bàn cờ chính trị thế giới, các quốc gia họ cạnh tranh với nhau một cách khốc liệt, cạnh tranh thậm chí lựa chọn vì lợi ích cao nhất của con dân mình, như thế thì họ mới có kết quả Singapore ngày hôm nay. Trong khi chúng ta đi chọn lựa sai, chọn lựa đứng về cái phía cộng sản mà cái phía cả thế giới người ta khinh ghét, cả thế giới người ta lên án, cái phía mà thế giới này nó thanh lọc, thì chúng ta đứng về phía đó thì chúng ta đẩy con cháu chúng ta vào dòng nô lệ, vào dòng chết chóc, vào dòng diệt vong. Thì lựa chọn thông minh hay không, chúng ta xét kết quả, xét kết quả. Và nói những điều này, tôi muốn chia sẻ một cái thông điệp với các anh chị rằng là thế hệ chúng ta ngày hôm nay đang chứng kiến sự diễn biến của bàn cờ chính trị thế giới. Nó bắt đầu nó diễn biến xung quanh chúng ta nữa rồi, tức là chúng ta đang sắp có một cơ hội để lựa chọn nữa rồi. Và thế hệ này mà chúng ta đang nắm cơ hội lựa chọn trong tay mà chúng ta không lựa chọn chính xác, không lựa chọn đúng, không đứng về phía văn minh và tự do nữa, chúng ta sẽ đánh mất vĩnh viễn, không còn cơ hội nào nữa. Tại vì bàn cờ chính trị thế giới nó quay một vòng cả trăm năm rồi các chị, quay một vòng lâu lắm nó mới quay lại, mà chúng ta chỉ còn vài năm nữa thôi chúng ta sẽ bị diệt vong bởi hàng Trung Quốc. Mà diệt vong rồi chúng ta không còn ai để lựa chọn nữa đâu. Các anh chị nhìn thấy Tây Tạng, Nội Mông, Tân Cương bây giờ còn ai để lựa chọn cơ hội nào cho họ nữa không? Không còn. Họ chỉ biết tẩm xăng tự thiêu thôi, chứ họ không làm gì được, không làm gì được Trung Cộng. Thì tương lai giống nòi dân tộc Việt nằm trong tay chúng ta, nằm trong tay thế hệ chúng ta, nằm trong sự lựa chọn sắp tới của chúng ta. Và cả ba câu chuyện mà tôi kể cho các anh chị nghe nó đều có một cái lựa chọn gần giống nhau. Nó có một cái mô hình gần giống nhau là khi chính phủ nó không đứng về phía nguyện vọng của người dân, mà nó không lựa chọn đúng có lợi cho quốc gia dân tộc, mà nó lựa chọn cái phía mà thế giới này khinh ghét, nó lựa chọn cái phía ác, cái phía độc địa, cái phía nham hiểm, lựa chọn giặc, thì chúng ta có bổn phận phải ly khai chính phủ đó. Chúng ta có trách nhiệm phải ly khai chính phủ đó, chúng ta phải lật đổ chính phủ đó để chúng ta bầu một cái chính phủ mới cho mình, chính phủ phù hợp với chúng ta, phù hợp với lòng dân của chúng ta, thì khi đó chúng ta mới dẫn dắt con em mình đi đến tự do và văn minh được. Chứ chúng ta cứ bám theo cái thằng chính phủ mà nó dẫn chúng ta đi đến diệt vong thì chúng ta đừng có trách thằng chính phủ đó, chúng ta phải tự trách mình do lựa chọn của mình hôm nay mà đây, đúng không các anh chị? Thì đó là thông điệp mà Huy muốn gửi đến các anh chị trong cái live stream, đúng là hồi tối, nhưng mà hồi tối bị phá quá thì nên bây giờ Huy nhắc lại với các anh chị. Thì các anh chị nào chưa nghe thì các anh chị nghe,
Còn các chị nào nghe rồi thì cảm phiền, đừng có phiền Huy nha các anh chị. Cũng thư thả thời gian, thành ra là Huy cũng dành ít phút để tiếp tục đàm luận với các anh chị, đặt câu hỏi trả lời. Thì các anh chị đặt câu hỏi hôm nay là hứa với các anh chị là các anh chị đặt câu hỏi là Nam Tàu bắt đầu làng trên sớm dưới, cái gì Huy cũng trả lời các anh chị hết, cái gì biết là trả lời, còn cái gì không biết thì Huy sẽ nhờ Google, được không các anh chị? Các anh chị đặt câu hỏi đi, Huy xin phép uống nước. Có ai yêu cầu hát nữa không ạ? À? Chưa thấy câu hỏi nào hết. My Nguyễn, lúc đó nếu có hòn đảo đó nó cũng sẽ trà trộn vào phá đám mà thôi, đến giờ phút này mà nó còn to mồm cho là đúng kìa, nó ám sát là giỏi nhất. Cảm ơn bạn My Nguyễn. Thật ra các anh chị, đối với cộng sản, tôi nói thật với các anh chị, dân tộc nào mà phải nói là dân tộc nó bị cái nghiệp chướng nặng nề nhất, bị cái đại họa nặng nề nhất, bị cái mối họa mà gọi là trầm luân, thì mới gặp cộng sản. Loài người này họ gặp rất là nhiều loại giặc. Loài người này đã trải qua rất là nhiều cái mô hình thiết chế chính trị kinh khủng, độc địa và tàn ác. Nhưng kinh khủng, độc địa, tàn ác nhất là cộng sản, thì dân tộc Việt chúng ta gặp. Thì các anh chị hiểu là chúng ta đang gánh cái nghiệp như thế nào, cái nghiệp lớn. Thì thật ra chúng ta có chạy đi đâu thì cộng sản nó cũng phá hết á, chạy đâu nó cũng bám theo, tại vì đó là cái nghiệp của chúng ta, cái nghiệp của dân tộc. Chúng ta là người Việt là chúng ta không có tránh được cái nghiệp này. Chúng ta có đi ra nước ngoài thì nó cũng đi theo chống phá. Không tin các chị hỏi các chú, các bác, các anh, các chị ở Cali thì coi. Cali là trung tâm của những người tị nạn cộng sản đông nhất. Các chị hỏi thì coi, có phải là cộng sản đang đánh phá Cali tơi bời bên đó không? Đánh phá hàng chục năm nay chứ không phải là bây giờ đâu nghe các chị. Nó phá hoài, nó phá liên tục. Thì ở đâu có người Việt, ở đó có nạn cộng sản. Tại vì chúng ta chưa có diệt trừ được cộng sản trên quê hương đất mẹ chúng ta, thì cái nghiệp đó nó đeo bám chúng ta. Chúng ta có lờ đi, chúng ta có sống ở xứ tự do rồi, chúng ta lờ đi, chúng ta không để ý nữa. Chúng ta nghĩ là chúng ta tự do rồi, nhưng nó vẫn đeo bám chúng ta. Và nó đeo bám con em chúng ta. Nó đeo bám đời đời. Chừng nào chúng ta phải diệt trừ được cộng sản trên quê hương đất mẹ Việt Nam, thì lúc đó thì cả Việt Nam lẫn chúng ta đi đâu cũng thoát được nạn cộng sản. Thanh Tiền, Quý ơi, nghe một số phay ở hải ngoại báo động là Việt Nam sắp có biến trong đợt 30 tháng 4 này. Cụ thể quân Lào, Campuchia, Trung Cộng dựng dây sẽ đánh chiếm miền Tây và Sài Gòn, thực hư thế nào? Dạ, thật ra các anh chị, Huy cũng muốn chia sẻ với các anh chị những thông tin như thế này lắm. Nhưng mà các anh chị biết không, ở Việt Nam nó có cái khó như vậy. Những cái thông tin mà dạng quân sự, thông tin quân sự, thông tin chính trị mà kiểu này á, thì chúng ta không có lấy cái nguồn nào mà để chúng ta chứng minh là thông tin đó đúng. Mặc dù hầu hết những cái thông tin đó mà chúng ta tiếp nhận được, chúng ta có thể dùng mà phân tích á, là chúng ta biết là nó sẽ có khả năng cao xảy ra. Nhưng mà Huy sẽ chia sẻ, trả lời câu hỏi này Huy chia sẻ với các anh chị với cái sự dè dặt nhất mà Huy biết, để Huy chia sẻ với các anh chị rằng quân Cam đã đóng quân dọc biên giới của phía Tây của chúng ta là cách đây một tháng rồi. Một tháng nay rồi chứ không phải mới đây. Và các anh chị biết họ đều cả thiết giáp nữa chứ không phải là chỉ bộ binh đâu. Họ nói là họ đi diễn tập, nhưng mà diễn tập xong họ không rút quân. Thì đây là lần đầu tiên quân Cam diễn tập mà không rút quân ở biên giới phía Tây. À, tức là cái gì Huy biết Huy nói cho các anh chị nghe, còn chuyện tiếp theo là cái gì thì Huy không khẳng định ha. Cái thứ hai là Lào là cũng có diễn tập quân sự ở biên giới phía Tây. Và các anh chị biết có một điều đặc biệt là hàng loạt tướng tá Lào trong vòng 2015-2016 là bị thay đổi. Và hàng năm á, người Lào được Trung Quốc đào tạo khoảng 2.000 cán bộ, đặc biệt là cán bộ quân đội. Một năm họ đào tạo 2.000 người cho Lào.
đào tạo suốt 5 năm rồi. Thì các chị biết hiện giờ Lào là cái gì? À, Lào rất là hiền đúng không ạ? Nhưng mà chính phủ cộng sản Lào thì bây giờ là cái gì là chúng ta không biết đâu, không biết. Không biết được. Đó. Rồi, ở biển Tây của chúng ta là cái vùng mà cái vùng Vịnh Thái Lan á chị. Là cái vùng mà của hải quân dùng năm đóng ở Phú Quốc á. Là hiện giờ các anh chị biết là nó Campuchia nó cho thuê một cái cảng quân sự mà Trung Quốc đóng ở đó, có tàu chiến ở đó. Rồi họ xây cái những cái đường băng ở ở cái cảng đó rồi để chuẩn bị máy bay đáp. Sát bên biên giới rồi. Gần bên Phú Quốc, gần bên Kiên Giang, gần bên Cà Mau chúng ta luôn. Đó. Tức là cái thế nó kẹp kẹp. Rồi bên ngoài á, thì chúng ta biết là Trung Quốc nó xây đường băng ở Trường Sa để đánh Sài Gòn cho gần, đánh miền Tây cho gần. Trường Sa bay vào thì có vài chục phút bay tới. Máy bay chiến đấu mà bay vài chục phút nó có thể bay 3 vòng. 3 vòng thì nó đánh tan nát hết. Rồi Hoàng Sa thì nó thâu tóm hết rồi, thì nó cắt ngang cái khúc miền Trung của mình. Thì đó là cái thế mà chúng ta đang phải đối mặt. Mà trong cái thời điểm này thì rất là kỳ lạ là dọc biên giới thì các cửa khẩu gần như không có quân của Việt Nam đâu. Cộng sản Việt Nam dường như là đang mở cửa, họ không có cho đóng quân ở vùng biên giới. Tôi không hiểu lý do gì những quân của nước bạn á, họ đóng quân dọc biên giới, họ tập trận, thì chúng ta cũng phải điều quân ra biên giới chứ. Chúng ta điều quân, chúng ta thông báo cho họ là điều quân ra, các anh tập trận thì tôi điều ra tôi quan sát để chúng ta đề phòng cái chuyện mà họ giữ biên giới chứ. Tại sao mà một cái chính phủ mà không có biết giữ biên giới của mình, không có biết bảo an cho dân mình, rồi cái đám quân mà đóng biên giới nó vượt qua biên giới nó giết dân rồi sao? Cộng sản Việt Nam là vậy đó các anh chị, đó là sự thật. Và các anh chị biết không, những người lính ở các cửa khẩu, những người lính ở vùng năm mà trong lúc canh gác họ không cho để đạn vào súng, không cho để đạn vào băng đạn, cầm cái súng mà không có đạn, thì đó là cái chỉ đạo gì? Tất cả những cái thông tin này thì các anh chị tự phân tích, tự đưa ra cái nhận định tương lai của mình như thế nào. Chứ tôi không có, tại vì tôi không có một cái thông tin nào cho biết là Campuchia sẽ đánh Việt Nam. Cộng sản nó kỳ lắm, nó là cái khối mà gọi là khối tồi bại, chưa bao giờ nó đánh ai mà thông báo, chưa bao giờ có chuyện đó. Nó đánh lén lúc, nó đánh âm thầm, nó đánh dưới thắt lưng, ban đêm ban hôm nó vào nó đánh, nó cả là chúng ta muốn đưa ra một cái thông tin chính xác về việc Trung Quốc nó có đánh Việt Nam hay không là chúng ta không có cái căn cứ thôi. Trừ khi nó đánh rồi chúng ta mới có. Thì bằng cái cảm quan mà chúng ta tự đưa ra để dự đoán cho mình mà thôi. Nhưng mà các anh chị biết đó, hiện bây giờ tôi liên hệ thêm một chút là ở Triều Tiên nó đang rất là nóng. Đúng không các anh chị? Triều Tiên bây giờ nó sập sập rồi. Nó không còn gạo để ăn nữa. Mà nó giãy giụa, nó đòi thử tên lửa hạt nhân, chẳng qua là nó muốn thu hút người ta tài trợ và hỗ trợ cho nó nữa. Nhưng mà nước Mỹ bây giờ với cái sự điều hành của Đảng Cộng Hòa và ông Tổng thống Donald Trump thì ông không có muốn hỗ trợ cho cái thằng ăn mày gạch mặt ăn mày là ông thích. Ông nó không còn thực hiện cái chủ trương mà kiên nhẫn với Bắc Triều Tiên được nữa. Không còn chơi được con đường nữa. Thì Mỹ thật ra đang đưa một cái thông điệp rất là mạnh mẽ buộc Trung Quốc phải giải trừ vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Nếu Trung Quốc không giải trừ thì Mỹ sẽ giải trừ, đơn phương giải trừ, không cần Liên Hiệp Quốc làm gì hết. Không cần Liên Hiệp Quốc luôn, bất chấp. Giống như đơn phương bắn tên lửa mà hốc vào Syria vậy đó. Không có cần Liên Hiệp Quốc. Thì hiện bây giờ Trung Quốc đang đứng trong cái sự lựa chọn rất khó khăn. Tức là nếu Trung Quốc giải trừ vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên á, thì vô tình giống như đang chặt cánh tay của mình. Bắc Triều Tiên nó là thành trì để bảo vệ Trung Quốc. Thì tôi đã từng nhắc là cái khối cộng sản nó xây dựng mô hình giống hệt như phong kiến. Tức là một cái nước mẹ, mẫu quốc, xung quanh là các nước chư hầu bảo vệ nó, làm giàu cho nó. Các nước chư hầu ngày càng kiệt quệ đi, nó thích điều đó lắm, khối cộng sản thích điều đó. Thật ra bây giờ bắt nó phải chặt cánh tay của nó thì Trung Quốc lựa chọn rất là khó khăn. Thì Trung Quốc chỉ có hai lựa chọn, một là giải trừ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, tức là phải đánh Triều Tiên. Mà Triều Tiên nó rất là thù Trung Quốc, không bao giờ Triều Tiên quên mối thù với Trung Quốc. Kim Jong Un có là một nhà độc tài đi chăng nữa, Kim Jong Un á, Un có độc tài, có thấy ghét như thế nào nữa, nhưng mà các anh chị biết không, nó vẫn hơn trọng lú nhà mình rất nhiều. Nó không có hèn với Trung Quốc, nó không có ký hiệp ước quân sự đưa quân của Trung Quốc vào nó không có liên minh quân sự với Trung Quốc, mà luôn luôn nó phát biểu trước toàn quân của nó là một trong những kẻ thù quan trọng nhất của Triều Tiên là Trung Quốc. Nó luôn luôn phát biểu câu đó, Kim Jong Un á. Thành ra bây giờ mà muốn đánh Bắc Triều Tiên là Trung Quốc phải đổ máu, chứ không phải đánh một cách dễ dàng đâu, mặc dù nó là đàn em của mình.
Trung Quốc lựa chọn rất là khó khăn. Và các anh chị biết không, Nga thừa thời cơ này cũng bắt đầu điều quân vào giáp biên giới với Bắc Triều Tiên. Nga cũng có biên giới với Triều Tiên mà. Họ bắt đầu điều quân về, tôi nghe là tới 6 sư đoàn. 6 sư đoàn Nga điều quân, vũ khí, máy bay, chiến lược đều về giáp biên giới Triều Tiên. Đặng chị, các anh chị biết không? Đặng nếu Trung Quốc không đánh Triều Tiên mà Trung Quốc liên minh với Triều Tiên để đánh lại các nước khác để bảo vệ đàn em của mình, đường cùng Trung Quốc nó vẫn chọn con đường đó mà các anh chị, thì Nga sẽ đập Triều Tiên để giành công. Nga bây giờ ở trên trường quốc tế, các anh chị biết, với sự điều hành độc tài của Putin suốt mà mười mấy hai chục năm qua, Nga giống như là một cái tên hề chính trị nước Nga, tức là lợi dụng cơ hội đập để giành công. Syria Nga cũng nhào vô để giành công, lợi dụng Mỹ rút quân nhanh thì nhào vô để giành công. Các nước độc tài trên thế giới, lúc mà Mỹ kêu đánh thì Nga phản đối, nhưng mà lúc mà Mỹ đánh rồi thì Nga nhào vô đánh ké, mà đánh còn dã man hơn, đánh khủng khiếp hơn, đánh giống như phô trương sức mạnh đang cho mấy thằng mà đàn em của mình nó mừng vậy. Thì Nga bây giờ đang điều quân lại giáp Bắc Triều Tiên, đang đánh giành công, đang giành, có thể là họ giành lợi ích gì đó trên đó để giữ thế diện chẳng hạn, thì hoàn toàn có một cái khả năng là cuộc chiến Triều Tiên diễn ra rất là khốc liệt. Mà các anh chị biết rồi đó, khi mà Triều Tiên diễn ra cuộc chiến khốc liệt như vậy, Trung Quốc không giữ được Triều Tiên á, Trung Quốc nó buộc phải buông Triều Tiên, nó đâu có dám tham chiến, nó đánh cả Mỹ đâu các anh chị. Trung Quốc không bao giờ dám đụng tới cả Nhật và Hàn mà. Thì lúc đó các anh chị biết, Trung Quốc nó sẽ trả thù bằng cách nó đánh Việt Nam. Và trên bàn cờ chính trị quốc tế, Trung Quốc và Mỹ dường như họ đã thỏa thuận với nhau về mặt lợi ích rồi. Mỹ muốn dẹp Triều Tiên để cho Hàn Quốc thống nhất á, thì Mỹ phải buông Biển Đông, buông bằng cái cách gì đó thì chúng ta không biết được, nhưng mà chúng ta có thể dự đoán rằng là hoàn toàn có thể nửa nước Việt Nam rơi vào Trung Quốc, phần nửa nước, tức là Hoàng Sa các anh chị cắt vào, Hoàng Sa mà cắt vào thì nó tầm ở diện tiếp 13, 14 gì đó, thì cắt vào phần nửa nước đó là phải thuộc về Trung Quốc rồi, đúng không các anh chị? Và Trung Quốc thì cái tham vọng của nó là muốn lấy cả Việt Nam chứ đâu phải là phần nửa, đúng không? Thì hoàn toàn nó có thể nó chỉ lấy được phần nửa thì nó kích cho Campuchia đánh Việt Nam, tại vì Campuchia luôn luôn muốn đòi đất. Đòi đất, nhưng mà thành ra Campuchia không có chứng cứ lịch sử để đòi đất, nhưng mà họ cứ đòi đất với sự bảo trợ của Trung Quốc. Thành ra hoàn toàn Việt Nam có thể rơi vào trận hỗn loạn. Và nếu như quân đội của Việt Nam hiện giờ mà không biết được điều này á, họ không biết để họ có một cái sự phòng thủ chắc chắn á, đặc biệt là phòng thủ cho miền Nam, tại vì miền Bắc hiện giờ đang rơi vào sự kiềm tỏa rất lớn của Trung Quốc. Là miền Nam là chỉ đối diện với Campuchia mà thôi á, mà không phòng thủ nữa thì mất cả nước luôn. Thì các anh chị biết không, Việt Nam hoàn toàn có thể cắt làm ba. Người Lào có thể chiếm một bộ phận miền Trung để đi ra biển. Người Lào không, chưa bao giờ có biển thì dựa vào Trung Quốc họ sẽ lấy được một vài tỉnh để đi ra biển. Miền Trung á các anh chị. Người Cam có thể lấy được miền Nam. Trung Quốc nó chỉ cần lấy miền Bắc để nó lấy Trường Sa, để lấy Hoàng Sa thôi. Trường Sa nó đang khống chế rồi, đúng không ạ? Còn cái vùng Trường Sa hiện giờ đang tranh chấp với các nước khác thì nó đàm phán lợi ích. Cái kịch bản như thế nào? Kịch bản là nó có thể là nó chia bớt cho Philippines, chia bớt cho Malay, chia bớt cho Indo, những gì nó còn giữ lại thì nó giữ, nó đàm phán kiểu đó đó anh chị. Thì tức là tao sẽ không bao giờ lấy cái gì nữa, tụi bay cứ chia bớt lợi ích với nhau đi, những gì của Việt Nam sẽ là của tao. Thì Philippines, Malay, Indo với Mỹ đâu cần quan tâm, của Việt Nam là của ai? Thì kịch bản nó hoàn toàn có thể xảy ra, tại vì ở trong đất liền mà nó đã lấy đất nước rồi, nó lấy Hà Nội, lấy thủ đô rồi, thì ở ngoài nó lấy đảo của mình chỉ bình thường các anh chị, đúng không ạ? Thì các anh chị thấy gần đây Philippines bắt đầu tuyên bố là gì ạ? Đổ quân, sẵn sàng đổ quân đánh chiếm những cái thực thể mà Philippines tuyên bố chủ quyền. Mà Philippines tuyên bố mà không có ai phản đối Philippines hết các anh chị. Không ai phản đối hết. Tức là sao ạ? Tức là ngay cả đằng sau Philippines đã có một cái lực lượng nào đó hỗ trợ cho tuyên bố này rồi. Thì Biển Đông chúng ta đang rất là nóng và Việt Nam đang rất là nguy hiểm. Nhưng mà chúng ta không có cái chứng cứ nào để nói điều là sự thật hết. Tại vì như tôi đã nói các anh chị rồi, cái khối cộng sản nó đâu có giống cái khối văn minh và tự do. Nó quánh nhau, nó quánh lén. Nó quánh trong đêm tối, nửa đêm nó vào, nó cắt cổ, mổ bụng, rồi nó đổi thừa cho thế lực thù địch. Chứ nó đâu có công khai, nó trước khi quánh nó thông báo rồi đâu. Chúng ta đòi hỏi mà chứng cứ thì chúng ta không có. Nhưng tất cả những diễn biến này nó đặt Việt Nam chúng ta ở trong một cái diễn biến rất là nguy hiểm. Thì nếu mà chúng ta không có sự phòng thủ mà nó xảy ra thì hậu quả rất là đẫm máu. Mà nếu chúng ta biết trước được á, thì chúng ta sẽ có sự phòng thủ lẫn nhau, xây dựng lực lượng để bảo vệ lẫn nhau. Thì chúng ta bảo vệ từng xóm ấp một, từng huyện một, từng tỉnh một, chúng ta có lực lượng bảo vệ kiểu như vậy á. Và đặc biệt khi mà quân đội họ thức tỉnh á, họ cũng đứng về phía người dân chúng ta để bảo vệ á, thì thằng giặc cho dù nó có đông cỡ nào nó cũng không đánh lại chúng ta, tại vì chúng ta có thế trận người dân mà. Và đặc biệt khi mà
mà quân của nước khác mà vào mà tàn sát dân thường thì Liên Hợp Quốc nó không chấp nhận điều đó. Tất cả các nước khác họ sẽ không chấp nhận điều đó. À, còn người dân mà ngồi im ru không có thèm nói gì hết thì quân đội nước khác nó có tràn vào, nó đâu có bắn người dân thường nào đâu. Thì đó là chuyện xung đột quân sự của các bên với nhau, thì Liên Hợp Quốc nó sẽ lên tiếng phản đối, nhưng mà chuyện mấy anh tự giải quyết. Giống như hồi xưa Việt Nam đưa quân qua năm 79, đưa qua chiếm Campuchia, tới năm 88 nó mới bắt đầu có nghị quyết cho Việt Nam rút quân. Các anh chị biết không, 10 năm trời nó tàn phá banh nước mình luôn. Thì cuộc đời này ngộ lắm, chuyện đó có nhân quả. Cuộc đời nó có nhân quả các anh chị, hồi xưa mình đánh người ta, mình cướp người ta, mình giết người ta thì một lúc nào đó chúng ta phải trả. Mà không trả bằng con đường mà văn minh tự do thì phải trả bằng máu. Chúng ta không có con đường nào khác. Các anh chị còn vấn đề nào nữa không ạ? À? Julian Cao, tổng thống khùng của Philippines cũng là tao. Anh Julian đây, tổng thống của Philippines không có khùng đâu. Nhiều người nói ông này khùng nhưng mà không có khùng đâu các anh chị, cực kỳ khôn. Ông có hơi dị tính một chút, ông có hơi cực đoan một chút nhưng ông rất là khôn. Các anh chị nhìn tổng hòa Philippines chưa bao giờ có lợi ích gì cụ thể ở Biển Đông đó. Cái nhóm đảo, cái nhóm đảo Scarborough, cái bãi cạn á, cái bãi đảo nữa, thì Philippines tuyên bố chủ quyền nhưng mà Trung Quốc nó chiếm đóng mà. Các anh chị biết tàu đánh cá Philippines qua đánh cá phải đánh lén lén chứ đâu có thể nào đánh công khai, tại vì tàu của Trung Quốc nó sẽ rượt. Chưa bao giờ Philippines có được chủ quyền ở Trường Sa, chỉ tuyên bố thôi. Nhưng từ sau vụ kiện Trung Quốc, sau vụ kiện thắng kiện xong, tổng thống này đi đêm với Trung Quốc, có những tuyên bố mềm dẻo Trung Quốc, Trung Quốc vui lòng vui bụng. Cuối cùng bây giờ các anh chị biết không, ở Trường Sa là tàu đánh cá của Philippines đánh cá ở Trường Sa đều không có bị ai cản trở, Trung Quốc cũng không cản trở luôn. Thì ở trong nước, ở ngoài chúng ta nhìn chúng ta nói ông khùng, nhưng mà trong nước các anh chị có biết không, người dân Philippines rất là thích ông. Tại sao ạ? Tôi không cần biết anh nói cái gì, anh làm gì, anh khùng cũng được, nhưng mà anh đem lại lợi ích thực tế cho người dân chúng tôi, đem lại lợi ích thực tế cho người dân Philippines là họ được đánh cá ở Trường Sa. Và bây giờ ông tuyên bố dùng quân đội chiếm đóng những cái hòn đảo đó luôn, không ai cản trở hết. Thì sắp tới các anh chị biết chỉ cần nổ ra chiến tranh ở trong nước chúng ta thôi là ở ngoài Trường Sa là Philippines nó chiếm đóng. Thì có khùng không các anh chị? Không có khùng đâu. Đó là một trong những nguyên thủ rất là thực dụng, mặc dù tính tình hơi dị tình dị họ một chút. Nhiều anh chị hay đặt câu hỏi về Đào Minh Quân, vì trả lời đi trả lời hoài các anh chị, ngàn quy không có ý kiến gì thêm. Đừng có hỏi nữa các anh chị. Tại vì sao ạ? Tại vì các anh chị cảm thấy con đường đó mà có lợi, con đường đó mà văn minh, con đường đó mà dân chủ, các anh chị cứ đi theo. Còn các anh chị cảm thấy không có niềm tin, các anh chị phải đi hỏi người này hỏi người khác, các anh chị phải đặt niềm tin vào ý kiến của người khác thì các anh chị đừng có đi theo. Đơn giản vậy đó các anh chị. Anh Huy ơi, sao giải phóng không biết năm nào cũng có một cuộc bỏ phiếu để lật đổ cộng sản, ký tên bầu như ông Đào Minh Quân thì người Việt Nam Cộng Hòa bị lừa, bị bắt nhốt hết cả. Lại là ông Đào Minh Quân. Ô, cái này tôi không có ý kiến nữa, mệt quá các anh chị. Vậy khi nào tổng biểu tình? Chị Bảo Ngọc ơi, cái lời kêu gọi của Linh Mục Lý và tập hợp quốc dân Việt đâu phải ngẫu nhiên. Linh Mục Lý các anh chị, tôi có đọc, có tìm hiểu, và tôi biết là Linh Mục Lý là người đã nhìn ra được cái âm mưu của Cộng sản Việt Nam bán nước cho Cộng sản Trung Quốc cách đây tới gần 8 năm trước.
gần 8 năm trước, Linh Mục Lý đã có những cái lời kêu gọi, những bài viết cảnh báo về nguy cơ mất nước, nguy cơ diệt vong của dân tộc, nguy cơ đồng hóa diệt chủng của Trung Quốc. Chứ không phải bây giờ đâu các anh chị. Và các anh chị biết, bây giờ lời kêu gọi tổng biểu tình để đuổi giặc Trung Cộng ra khỏi đất nước chúng ta, để cứu giống nòi dân tộc chúng ta, thì đang bị chính người Việt chúng ta phản đối, cản trở, gây khó khăn, dèm pha, công kích dân dân, đủ thứ. Đó. Thì trả lời câu hỏi của chị Bảo Ngọc là tổng biểu tình là ngay bây giờ chứ chừng nào? Ngay bây giờ. Thì Linh Mục Lý kêu gọi là biểu tình trong tất cả các ngày nghỉ, các ngày cuối tuần từ đây cho suốt năm 2017, mà tổng biểu tình trên toàn quốc mà thực hiện được như vậy á, thì chúng ta mới thắng. Mà chúng ta không làm gì cả thì từ đây tới cuối năm thì không bao giờ có cái chữ thắng, mà chúng ta chỉ có mất nước mà thôi, chỉ có nô lệ mà thôi. Quan điểm cá nhân về đồng tâm chưa đối thoại với nhân dân vì bọn cộng sản và cộng nô đang mặc cả lợi ích, quyền lợi cá nhân luôn là mục tiêu lý tưởng của đảng cộng sản. Cảm ơn anh Thành. Quan điểm cá nhân của Huy về đồng tâm là thật ra các anh chị đừng có mơ đối thoại và thỏa hiệp với cộng sản. Quan điểm cá nhân với Huy, các anh chị, chúng ta có thể đối thoại nhưng chúng ta không thỏa hiệp, không liên minh liên kết. Tại sao các anh chị? Tại vì cộng sản không bao giờ có ý thức liên minh liên kết, không bao giờ có ý thức đó. Thậm chí đối thoại họ cũng không có ý thức luôn, không có ý thức. Trong tư duy của họ là chỉ có tiêu diệt tất cả các lực lượng đó tập. Họ chỉ là một, họ duy nhất, họ là quang vinh muôn năm, họ đạp lên xác chúng ta, họ đạp lên xác chúng ta để quang vinh muôn năm. Thì làm gì mà chúng ta có thể thỏa hiệp với họ được? Tất cả mọi tư tưởng đấu tranh với cộng sản mà thỏa hiệp là những tư tưởng cải lương, những tư tưởng đó, hoặc là những người rất là ngây thơ, hoặc là những người do cộng sản dựng lên để đấu tranh. Không có đối tượng nào khác á. Trong lịch sử các anh chị có thấy cái cuộc thỏa hiệp với cộng sản nào thắng không? Làm gì có. Đặc biệt là nông dân mà thỏa hiệp với cộng sản là chỉ có thua đau thương, thua chết chóc, thua tù tội, thua mất sạch cả chì lẫn chài. Mà đấu tranh với cộng sản là phải đấu tranh đến cùng, phải đi đến cùng mục đích. Thí dụ như độc tâm là đất đai á, là đấu tranh phải lấy lại được quyền sở hữu đất đai. Không lấy được quyền sở hữu đất đai là không thỏa hiệp, không thả người, không thỏa hiệp, quyết tử và kêu gọi các làng khác đứng lên quyết tử giống mình. Cả Mỹ Đức, cả huyện đứng lên quyết tử với mình, không được thì cả Hà Nội quyết tử. Cả Hà Nội không được thì tất cả các tỉnh thành đều có nông dân mất đất đều đứng lên quyết tử như vậy hết. Thì chúng ta phải lấy lại quyền sở hữu đất của người dân thì chúng ta mới bỏ buông cho tụi nó. Mà không lấy được quyền sở hữu đất mà thả người là chúng ta thua ngay lập tức. Tại sao? Thả người là yếu rồi. Cộng sản nó hay lắm, nó biết các anh chị bắt đầu muốn thỏa hiệp rồi mới thả người, đúng không ạ? Mà cộng sản có bao giờ sửa luật đất đai, sửa hiến pháp để trả quyền sở hữu đất đai lại cho các anh chị đâu mà thả người. Trừ khi nào quốc hội họp khẩn cấp, bắt người giữ người mà để cho buộc quốc hội phải họp khẩn cấp. Họp khẩn cấp để sửa hiến pháp là đất đai là sở hữu của người dân, thì lúc đó chúng ta thả người. Thì tất cả những cái cuộc bố ráp cưỡng chế để thu hồi đất sẽ không bao giờ diễn ra. Đấu tranh là phải đấu tranh tới cùng, tới mục đích, tới cái gốc như vậy đó. Mà đấu tranh như vậy thì chúng ta phải nhìn được cái mục đích chung, chứ không phải là nhìn đấu tranh chỉ có chúng ta thôi. Như tôi nói, đấu tranh mà ích kỷ là đấu tranh không bao giờ thành công. Tức là nếu đồng tâm đấu tranh để giữ đất được đồng tâm á, thì những cái xã X, xã Y, xã Z xung quanh nó sẽ lấy đất. Nó không lấy được của đồng tâm thì cộng sản sẽ lấy của người khác. Không lấy đất của ông A, nó sẽ lấy đất của bà B. Không lấy được của Hà Nội, nó sẽ lấy đất của những cái tỉnh thành khác. Vấn đề của cộng sản là nó chỉ ăn cướp thôi mà. Thì chúng ta đấu tranh, phải đấu tranh đến cùng, đấu tranh làm sao cho nó không được ăn cướp nữa. Tức là phải thắng thật sự thì chúng ta mới dừng. Tức là chỉ khi nào thắng thì mới dừng, chứ không có thỏa hiệp để dừng giữa chừng là chúng ta thất bại lập tức. Bạn Hải Que, sao không thấy tổ chức nào về để dẹp bỏ chế độ tà quyền này vậy? Bạn Hải ở trong nước thì bạn Hải ơi, tổ chức tà quyền này thực chất nó đang được quốc tế nhìn nó là chính quyền, nó là thành viên của Liên Hiệp Quốc, đúng không các anh chị? Nó có bộ máy chính quyền đàng hoàng mà. Thì để
cho quốc tế nhìn nó là tà quyền á, thì người dân Việt Nam phải đứng lên tổng biểu tình, tổng đình công bãi thị, tổng bất tưng dân sự, giật sập cái bộ máy này xuống. Mà nếu nó không chịu sập, nó dùng lực lượng công an với quân đội trấn áp người dân biểu tình, thì lúc đó quốc tế mới nhìn thấy nó, à thì ra đây là bộ máy tà quyền chứ không phải chính quyền. Còn bây giờ quốc tế họ nhìn là chính quyền. Thì khi mà quốc tế nhìn được nó là tà quyền thì họ mới giúp người dân, họ mới can thiệp giúp người dân, thì mới có tổ chức này, tổ chức kia, tổ chức nọ, thậm chí tổ chức gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc mới xuất hiện ở Việt Nam. Còn bây giờ không có cái gì hết, người dân không có thèm chống hay nó ngồi đó không à. Mà rồi bây giờ mà còn yêu đảng, yêu bác, còn treo cờ đỏ, treo hình lãnh tụ, thì quốc tế nó nhìn vô, à thì ra là đây là chính quyền rõ ràng mà. Chính quyền thì họ can thiệp làm chi? Họ không có quyền can thiệp. Đó là thực tế của Việt Nam đó các anh chị. Không có tổng biểu tình, không có tổng đình công bãi thị, không có tổng bất tương dân sự, thì chúng ta không có giải quyết được vấn đề gì hết. Nhiên Ngọc Nguyễn, giống Venezuela phải đứng lên thôi. Yeah. Không cần nhìn đâu xa, nhìn Venezuela. Venezuela họ đứng lên, họ tổng biểu tình, họ lật đổ tổng thống luôn, xong. Thì bây giờ chỉ chờ ngày tổng tuyển cử nữa thôi, nhưng mà Venezuela thì rất là đau đớn tại chỗ. Đúng ra cách đây 5 năm trước họ phải lật đổ rồi. Nhưng họ cũng ngu ngoan giống như người Việt Nam chúng ta, là cứ chờ đảng thay đổi, chờ chính quyền tốt hơn, tin vào những cái thằng mà gọi là lãnh tụ dân chủ, nó vớ vẩn, nó cải lương, nó ngây thơ, hoặc là nó do đảng dựng lên để đấu tranh. Chờ đảng thay đổi, chờ chính quyền tốt hơn, làm gì có chuyện đó. Chờ đến lúc bây giờ không còn gì để ăn, quần không có mặt, cơm không có ăn, móc rác ra ăn thì mới chịu lật đổ. Thì bây giờ các anh chị biết, để tái thiết là một đất nước trong cái cảnh hoang tàn như Venezuela rất mất thời gian. Nhưng mà không sao, dù sao Venezuela họ cũng đã thoát rồi, họ bắt đầu họ có cánh cửa tự do xuất hiện rồi. Còn Việt Nam chúng ta bây giờ vẫn còn chờ đảng tốt hơn, chờ đảng thay đổi. Lưu Ngọc Minh, chờ đến lúc chết đảng cũng không thay đổi được đâu anh ơi. Đúng rồi đó, bạn Quỳnh Lưu Ngọc Minh. Các anh chị biết rất là nhiều cái sự thay đổi từ thể chế độc tài sang thể chế tự do rất là nhiều trong lịch sử. Tuy nhiên các thể chế độc tài cộng sản thì họ chỉ thay đổi khi người dân vây kín họ. Cái áp lực từ người dân, họ xuống đường vây kín đó, thì tất cả bộ máy đảng, chính phủ, nhà nước của cộng sản bị tê liệt. Khi mà chính phủ, nhà máy, bộ máy nó tê liệt như vậy á, đảng cộng sản tê liệt như vậy á, thì quân đội họ đứng về phía người dân. Tại vì nó tê liệt rồi, nó còn tiền lương nữa đâu mà nó trả cho quân đội. Thì quân đội ăn lương là của dân mà. Quân đội đứng về phía người dân và người dân tổng biểu tình vây kín như vậy thì đảng cộng sản nó mới sụp. Nó mới có những cái nhân vật mà cấp tiến trong đảng cộng sản tuyên bố giải thể đảng cộng sản. Chứ chưa bao giờ tự nhiên đảng cộng sản nó ngồi nhau, thôi tụi mình nghỉ chơi trò độc tài đi mấy mày ơi, bây giờ tụi mình rảnh rồi, thôi tụi mình chơi trò dân chủ đi, tụi mình cho dân mình được làm người đi, đừng có cho nó làm mà súc vật mọi rợ nữa. Không có cái loại cộng sản đó trên đời. Mà cộng sản á là Nguyên Phủ, nếu toàn bộ người Việt hải ngoại và người Việt trong nước quyên góp tiền để mua đất một nơi nào đó thành lập một chính thể Việt Nam Cộng Hòa, từ đó có cơ sở để giành lại Việt Nam tốt hơn không anh Huy? Võ Nguyên Phủ, nếu chúng ta mà mua được đất á, mà chúng ta thành lập được chính phủ á, ở vùng đất đó, thì việc đầu tiên là chúng ta phải chống lại với cái chính phủ mà bán đất cho chúng ta, chống lại với người dân.
các anh chị có hiểu này không ạ? Thí dụ tôi nói, thí dụ các anh chị mua đất ở Philippines, mua đảo Philippines, nếu như Philippines mà không đồng ý, tức là nó không tách cái miếng đất này ra thành một quốc gia độc lập, thì các anh chị có mua đó, các anh chị cũng vẫn là một tỉnh của Philippines. Mà các anh chị ở Philippines một tỉnh, mà các anh chị tuyên bố thành lập quốc gia, mà Philippines nó có làm ngơ cho các anh chị đi nữa, thì Liên Hiệp Quốc cũng không công nhận cái tính chính danh của cái quốc gia này đâu. Thì việc trước tiên họ giải quyết cái việc tính chính danh với cái quốc gia đó, các anh chị phải là một quốc gia độc lập, đúng không ạ? Rồi cái tính chính danh của quốc gia độc lập ở cái hòn đảo này nè, thì nó có liên hệ lịch sử như thế nào mà các anh chị giành lại cái chủ quyền ở Việt Nam? Không có liên hệ lịch sử nào cả, không có căn cứ lịch sử nào để cho anh chị đòi lại chủ quyền ở Việt Nam, ở Việt Nam cả, đúng không ạ? Thì muốn Việt Nam Cộng Hòa hay là Việt Nam gì đó, Việt Nam Tự Do, Việt Nam Dân Chủ hay cái gì đó mà ở Việt Nam này, thì chính phủ nào cũng phải thành lập từ Việt Nam này, từ Việt Nam này hết. Tại vì những người dân trong nước họ sẽ quyết định chính thể của họ. Đó là cái cuộc chơi của thế giới bây giờ. Người dân phải đứng lên thành lập chính phủ của họ, thì lúc đó quốc tế họ bắt đầu họ mới xem xét cái tính chính danh, họ mới công nhận. Mà càng nhiều người công nhận, đặc biệt là những nước tự do và văn minh họ công nhận á, thì tính chính danh của cái nhóm mà người dân xây dựng nó sẽ càng càng mạnh lên, thì nó sẽ áp chế được cái tính mà tà quyền của cái bọn độc tài. Thì chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là chúng ta phải có một cái lực lượng từ người dân. Muốn gì cũng phải có lực lượng từ người dân mà ra. Ngô Đăng Lâm: tổng biểu tình trên toàn quốc ngày Chủ nhật 30 tháng 4 là thời điểm tốt nhất. Cộng đồng người Việt ở Đức sẽ biểu tình vào ngày thứ Bảy 29 tháng 4 tại Berlin. Dạ, cảm ơn anh Lâm. Thật ra có rất là nhiều lời kêu gọi tổng biểu tình vào ngày 30 tháng 4. Rất là nhiều lời kêu gọi. Và tôi ủng hộ tất cả những lời kêu gọi, ủng hộ tất cả những lực lượng tổng biểu tình trên toàn quốc. Nhưng mà có một cái này tôi chia sẻ với các anh chị nha. Ở Việt Nam nó có một cái loại biểu tình trong khuôn khổ cho phép. Biểu tình mà được Cộng sản cho phép đó các anh chị. Thì chúng ta phải tỉnh táo để nhìn nhận những cái loại biểu tình mà trong khuôn khổ cho phép để chúng ta tránh xa nó ra. Mặc dù nhìn bề ngoài á, biểu tình trong khuôn khổ cho phép chúng ta không bị đàn áp, không bị đánh đập. Chúng ta sẽ thỏa cái khát khao sĩ diện hảo là chúng ta xuống đường chụp hình selfie, quay slide chim mà không có bị bắt, không bị đánh. Nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ thỏa được cái khát khao tự do cho chúng ta và con cháu chúng ta. Tại vì Cộng sản chỉ cho những cái nhóm nào biểu tình không nguy hiểm với họ được biểu tình. Còn những nhóm biểu tình mà nguy hiểm với họ, họ sẽ đàn áp một cách đẫm máu, đàn áp một cách dã man. Họ sẽ bắt bớ, họ truy đuổi, họ sẽ hành hạ, họ làm đủ thứ trò. Thì những cái con đường nào mà họ bắt bớ, họ truy đuổi như thế, những con đường đó mới con đường đem lại tự do cho chúng ta và con cháu chúng ta. Nên tổng biểu tình vào ngày 30 tháng 4 là đúng, là tốt. Nhưng mà chúng ta phải biết chọn lực lượng. Tốt nhất là xây dựng lực lượng cho mình, chiến đấu cho quốc gia, dân tộc mình, không có đứng về phía đảng phái, phe phái hay nhóm nào hết. Thì điều đó mới là chân chính các anh chị. Tiến cận, ủng hộ, yểm trợ, dân đồng tâm mà còn chưa làm được thì nói gì đến cả nước. những cái lời mà trách móc kiểu như vậy của bạn Tí Cận á, thì nó cũng vô thưởng vô phạt lắm bạn. Tại sao ạ? Bạn muốn người dân Cà Mau biểu tình ủng hộ người dân đồng tâm ở Hà Nội không? Tức là dân đồng tâm mà bị chính quyền Hà Nội, Cộng sản Hà Nội nó vây á, dân Cà Mau nổi lên biểu tình chừng nào mà ngoài kia mà không vây nữa thì dân Cà Mau mới không biểu tình. Bạn muốn không? Các chị thích điều đó không? Thích điều đó không? Sài Gòn mà bị đàn áp thì Hà Nội biểu tình, các chị muốn không? Chị Quỳnh mẹ nấm ở Nha Trang bị bắt mà cả nước biểu tình để cho chị Quỳnh được thả ra, các chị muốn không? Tất cả những cái gợi ý mà tôi nói á, nó đều nằm trong một thứ một duy nhất mà Việt Nam không có, đó là lực lượng. Lực lượng đâu? Các chị nói ủng hộ đồng tâm bằng cái gì? Nhiều anh chị nói tôi trời sao không đưa tin đồng tâm, tôi đưa tin gì cả ngàn cái tin nó đưa đều cho các anh chị đưa, có đưa thêm nữa hay không thì nó cũng là vậy à, nó không thay đổi được gì hết. Mà lực lượng của chúng ta ở đâu để ủng hộ đồng tâm? Ủng hộ bằng cái việc làm cụ thể. Đồng tâm bị vây thì quận nhất chúng ta vây lại ủy ban quận nhất, các anh chị làm được không?
khi các anh chị làm được như vậy thì đồng tâm mới được giải tỏa. Đồng Tâm bị vây mà hàng loạt các tỉnh thành khác chúng ta vây lại cái trụ sở hành chính của nó, chừng nào mà thả bà con Đồng Tâm ra, chừng nào mà trả lại quyền sở hữu đất đai cho người dân thì các tỉnh này chúng ta mới không biểu tình nữa. Thì các anh chị làm được điều đó, các chị hả nói cái chuyện ủng hộ lẫn nhau, còn không có lực lượng mà ủng hộ cái gì, chúng ta chỉ nói bằng miệng chơi thôi chứ ủng hộ cái gì. Chưa kể là có những người là những cái lãnh tụ đưa tính tầm bậy tầm bạ, đưa hình tầm bậy tầm bạ, làm cho người ta có cái nhìn rất là sai lệch về Đồng Tâm nữa, mà chúng ta càng đi theo càng đưa như vậy thì có nhìn sai lệch lẫn nhau, đúng không anh chị? Chúng ta vấn đề quay trở lại cốt lõi là chúng ta không có lực lượng, xây dựng lực lượng bây giờ mới quan trọng nhất. Thậm chí là chúng ta đã trễ rồi, xây dựng lực lượng mới quan trọng nhất, mà những người đang chống phá công cuộc xây dựng lực lượng á là những người đó chính là, một là ngu ngốc, thứ hai là cộng sản dựng lên, không có cái lực lượng nào khác, đối tượng đó là nó đó. Thiện Tâm, tại sao bọn dư luận viên cộng sản ngày càng xuất hiện nhiều thế nhỉ? Vậy thì sao đồng lòng nhân dân cùng nhau chống cộng? Bọn dư luận viên cộng sản họ mướn tổng cộng ở trên đất nước mình, tôi nghĩ tác động khoảng từ 50.000 tới 60.000 người, tầm cả đó các anh chị, có con số là lên tới 70.000. Nhiều mà các anh chị, thì thật ra là trước giờ các anh chị không để ý thì không thấy. Và trước giờ các anh chị có bao giờ các anh chị có tiếng nói đối lập lại đảng đâu. Các anh chị có tiếng nói đối lập thì các anh chị mới nhận thấy cái sự đối lập của tụi nó, thì mới thấy nó xuất hiện, nó xuất hiện đều đều vậy đó. Nhưng mà đừng có gì tụi nó mà chúng ta bỏ đấu tranh, chẳng lẽ vì cái đám đó mà chúng ta không có dành tự do cho mình và con cháu mình sao, đúng không? Đúng không các anh chị? Cãi nó, cãi tụi nó, tụi nó ăn lương để chửi, còn chúng ta nhiệm vụ của chúng ta là sống là để đi kiếm tự do, tụi nó sống để đi kiếm tiền, ăn lương rồi đi chửi, cuộc đời nó tới đó hết rồi. Chúng ta sống để đi kiếm tự do, chuyện nữa ai nấy làm. Bạn Văn Lê, lực lượng còn ít thì làm gì được cộng sản bạn ơi? Đúng, bạn Văn Lê nói đúng, lực lượng còn ít thì chúng ta gần như không làm gì được hết. Nhưng mà chúng ta có một điều chúng ta làm được mà cộng sản rất là sợ, đó là chúng ta đi nói chuyện sự thật với nhau, chúng ta nói miệng với nhau, chúng ta dùng truyền thông miệng. Chúng ta khi chúng ta nói chuyện, chúng ta dùng truyền thông miệng như vậy thì chúng ta sẽ kéo được lực lượng theo chúng ta. 10 người thế nào cũng có một người thức tỉnh theo chúng ta, mà chúng ta nói liên tục mỗi ngày như vậy thì lực lượng ngày càng đông. Vậy chúng ta chỉ cho những người đã đi nói giống mình thì sẽ có nhiều người cùng thức tỉnh hơn nữa, thì một lúc nào đó lực lượng chúng ta đông mà chúng ta không kiểm soát nổi luôn, một lúc nào đó đông không kiểm soát nổi luôn, thì chúng ta ủng hộ cái cuộc tổng biểu tình, ủng hộ lời kêu gọi tổng biểu tình tuần hành chống lại các dự án mà diệt chủng của Trung Cộng, chống lại thằng giặc Trung Quốc đang xâm lược, chống lại cái thằng cộng sản Việt Nam bán nước, thì chúng ta kêu gọi một cái các tỉnh thành thì có lực lượng xuống đường thì chúng ta sẽ thành công. Còn không, bây giờ chúng ta ngồi chúng ta nói lực lượng không có làm cái gì bây giờ, thì làm cái gì bây giờ là không làm cái gì, mà không làm cái gì thì không có được gì hết. Ơi, còn câu nào nữa không à? Chị Thúy Hoàng, từ nhóm nhỏ liên kết chặt chẽ với nhau sẽ có lực lượng lớn nữa. Tổng thể đoàn kết mới mong có cơ hội ly khai cộng sản. Dạ đúng. Chị hay cô Thúy Hoàng nói rất là đúng. Con đường của chúng ta là con đường đó đó các chị. Mà con đường đó là con đường thật ra các nước khác họ đi trước hết, các dân tộc khác. Ban đầu cũng là những cái nhóm nhỏ thôi, nhưng mà cuối cùng họ tạo được những cái kết quả lớn. Các anh chị nhớ cái phong trào mùa xuân Ả Rập, cái nền độc tài của Ả Rập, độc tài Mubarak. Ban đầu chỉ có 200-300 người thôi, 200-300 người biểu tình đó. Thì các anh chị nhớ lại ngày 5 tháng 3 Sài Gòn, tất cả các nhóm, hầu như tất cả các nhóm xã hội dân sự của Việt Nam tẩy chay không kêu gọi biểu tình, chống biểu tình luôn. Nhưng mà những người dân ngây thơ lần đầu tiên xuống đường cũng được 300-400 người. Thì mùa xuân Ả Rập cũng bắt đầu từ 300-400 người. Những người đó biểu tình, có một số sinh viên bị bắt,
thì họ bắt đầu họ biểu tình rồi thả sinh viên, thì họ kêu gọi được 2.000 người biểu tình, thì tiếp tục có vài trăm người bị bắt trong số 2.000 người đó, thì họ có 5-7.000 người biểu tình, thì có 300-400 người bị đánh đập và 900 người bị bắt trong 5-7.000 người đó. Thì các anh chị biết không, họ có 1.000.000 người xuống đường trong vòng có mấy năm trời thôi, 1.000.000 người xuống đường, thì họ vừa kêu gọi biểu tình, họ vừa xây dựng lực lượng, vừa kêu gọi biểu tình, vừa xây dựng lực lượng. Mà cái thời mùa xuân Ả Rập của họ đâu có công nghệ thông tin như Việt Nam bây giờ đâu, còn thấp kém, mà họ dùng truyền thông miệng, họ xây dựng lực lượng kêu gọi biểu tình, xây dựng lực lượng kêu gọi biểu tình, riết rồi họ có 1.000.000 người xuống đường lật đổ cái nền độc tài của Ả Rập, thì họ bắt đầu họ mới có cái nền dân chủ. Thì các anh chị đừng có nghĩ là những cái nhóm nhỏ của mình nó không quan trọng, nhưng các nhóm nhỏ các anh chị nó đang có những nhóm nhỏ xung quanh nữa. Tất cả chúng ta đều nghĩ chúng ta không quan trọng, nhưng chúng ta cực kỳ quan trọng, chúng ta rất quan trọng. Một ngày nào đó chúng ta kết nối lại với nhau thì chúng ta biết sức mạnh của chúng ta như thế nào. Sự thật, tôi truyền thông miệng banh mõm luôn từ gia đình đến xung quanh thờ ơ. Nhiều anh chị đều than điều này hết anh chị. Truyền thông miệng, các anh chị có nhiều cách để nói, có nhiều đối tượng để nói. Tôi nói thêm về những người mà hay chúng ta thực hiện, trong quá trình chúng ta thực hiện truyền thông miệng, có nhiều anh chị phản hồi là các anh chị bị thất bại, bị tẩy chay, thì nó có cái lý do gì? Các anh chị xác định đối tượng của mình truyền thông miệng, đối tượng những người xung quanh chúng ta biết đối tượng họ, họ là giáo viên thì chúng ta nói về giáo dục, nói về cái hiện tình giáo dục Việt Nam. Các anh chị biết hiện giờ giáo viên đứng trên lớp không được nói thật, phải nói dối, thì đạo đức, tư cách, nhân cách, lương tri của người giáo viên nằm ở đâu? Các anh chị đánh vào sự thật. Y bác sĩ khám chữa bệnh cho người dân một cách vô hồn, không có trách nhiệm. Tôi không nói tất cả nhưng mà số đông là gì, không có trách nhiệm. Thuốc men thì tệ lậu, thuốc Việt Nam ai mà uống, rất là tệ lậu. Vậy thì các anh chị đang chăm lo bệnh nhân chỗ nào? Đạo đức của anh chị ở đâu? Nhân cách các anh chị đâu? Lương tri con người nằm ở đâu? Rồi những bà nội trợ nói về cái mâm cơm mà bà nấu hàng ngày cho chồng con, những người yêu dấu trong gia đình bà ăn á, là bà đang đầu độc họ đó. Bà có chọn lựa nào khác đâu? Bà mua gạo nhiễm bao nhiêu loại độc tôi kể các anh chị nghe rồi, đúng không ạ? Tất cả những cái đó tôi đều có livestream hết, các anh chị chịu khó nghe đi, nghe lại, nghe các anh chị sẽ biết đối tượng nào phù hợp với livestream nào. Mỗi ngày nấu cơm đầu độc con mình mà nói là yêu nước, nói là ngu ngoan để cho đảng nhà nước lo, đang giết con mình đây nè. Mình chứ tự tay đi mua đồ về nấu cho nó ăn là giết nó, đưa ung thư cho người nó. Các anh chị nói là họ thức tỉnh liền, tại vì đó là những sự thật mà. Quân đội và công an, các anh chị nói gì giặc Trung Quốc xuất hiện nhan nhản trên đất nước Việt Nam, làm sao mà họ chối các anh chị được? Đảng và nhà nước chăm lo cho đất nước, cho nhân dân, tại sao giặc Trung Quốc xuất hiện nhan nhản? Tại sao chúng ta lại miễn visa cho Trung Quốc? Các nước khác thì siết visa bắt Trung Quốc không được nhập cảnh rất là khó khăn, mà chúng ta là miễn visa, trong khi người Việt chúng ta đi Trung Quốc thì nó lại bắt visa chúng ta lại là sao? Thì đó là bán nước đó các anh chị, nói cho công an và quân đội hiểu. Và công an quân đội đâu có được đi nước ngoài, tại sao các anh chị làm trong ngành công an quân đội mà không được đi nước ngoài? Tại vì đi nước ngoài các anh chị sẽ hiểu là nước ngoài họ văn minh và tự do, còn nước chúng ta là mọi rỡ, là súc sinh, là bị thằng cộng sản coi như là con vật, đi là thấy liền rồi, thậm chí đi là có thể các anh chị xin tị nạn ở bển luôn rồi, nó đâu có cho quân đội và công an đi đâu. Các anh chị nói những điều đó là sự thật thì họ bắt đầu họ thức tỉnh từ từ, và cái quá trình nhận thức con người nó trải qua rất là nhiều bước. Các anh chị đừng có gấp, phải đúng ra chúng ta phải làm chuyện thông miệng cách đây 10 năm, nhưng bây giờ chúng ta làm hơi trễ. Thế hệ trước chúng ta bỏ qua cái chuyện xây dựng lực lượng, họ chống cộng sản rất là mạnh, họ chống rất là dữ, họ đủ thứ cách để chống, nhưng họ không xây dựng lực lượng, thì thành ra bây giờ chúng ta đi làm nó hơi trễ. Chúng ta phải mất nhiều thời gian, nhưng chúng ta phải kiên trì. Cái nhận thức con người phải thay đổi từ từ. Là chúng ta nói có thể họ phản bác, nhưng về họ sẽ suy nghĩ nếu chúng ta nói đúng, là đối tượng nào chúng ta cho họ thông tin đó, chứ đừng có đối tượng nào nhào vô cũng là cộng sản Việt Nam bán nước, cộng sản Việt Nam bán nước, trời ơi là trời, nói ra là nó chửi vô mặt mình, mấy phản động đi. Họ không kịp để chuyển biến các anh chị. Phải làm cho quân đội ngã về dân, theo dân thì mới đánh lại đảng cộng sản.
chị Bích Nguyễn và các anh chị thân mến. Cho dù chúng ta có cái nhìn tiêu cực như thế nào đi chăng nữa thì tôi tin rằng các anh chị phải thừa nhận với nhau rằng số đông quân đội hiện nay là của dân. Cho dù chúng ta có tiêu cực như thế nào về hiện tình đất nước đi nữa thì các anh chị phải thừa nhận với nhau rằng tại sao ạ? Tại vì các anh chị có cộng tất cả tướng tá lại đi chăng nữa cũng không bằng quân. Các anh chị có đồng ý không ạ? Cộng tất cả các tướng tá Việt Nam lại cũng không bằng quân số. Quân số của chúng ta lên tới cả triệu quân mà. Đúng không ạ? Tướng tá được bao nhiêu? Được 100.000 không? Tức là được 10% quân. Quân vẫn là số đông. Và quân đó chính là dân đó. Thì những người quân này đâu phải là cộng sản đâu các anh chị. Mặc dù họ bị có thể quân vừa đi vào quân đội là ép kết nạp đảng, nhưng họ không phải là những người cộng sản đâu. Đúng không ạ? Họ là con dân đó. Họ hiểu hết hiện tình đất nước không? Hiểu. Họ vào đó họ bị nhòi sọ, họ bị đủ thứ hết. Nhưng mà chúng ta có cách để mà chúng ta nói sự thật cho họ không? Và khi mà những thằng tướng tá bán nước chỉ đạo cho họ bắn vào dân, họ hiểu là họ đang làm sai không? Họ hiểu chứ, đúng không ạ? Chỉ có những người cộng sản chuyên chính thì nó nghĩ nó làm đúng thôi, chứ còn quân đội họ biết điều đó chứ. Thậm chí các anh chị nên giữ niềm tin rằng, tôi giữ niềm tin rằng đó là rất rất nhiều tướng tá trong quân đội Việt Nam hiện giờ họ đang rất là muốn làm phản, rất là muốn lật đổ cộng sản, rất muốn điều đó. Nhưng các anh chị nên biết nè, quân đội mà đứng lên làm phản để lật đổ chính trị, lật đổ mà chính quyền thì quốc tế họ không bao giờ công nhận cái chính quyền quân đội đó đâu. Tức là trên bình diện quốc tế họ sẽ không chấp nhận quân đội mà lật đổ chính quyền. Đó là cuộc chơi rất là sòng phẳng ở thế kỷ này. Mà quốc tế chỉ chấp nhận người dân đứng lên lật đổ chính quyền thôi. Tại vì chính quyền là do dân mà ra. Mà dân không chịu chính quyền này nữa, dân muốn chính quyền khác, thì chính quyền mà dân dựng lên á, quốc tế sẽ ủng hộ. Còn cái bọn mà chính quyền mà chống lại dân là bọn đó là tà quyền, quốc tế sẽ không ủng hộ. Thì khi người dân đứng lên chống lại chính quyền á, thì quân đội mới đứng về phía người dân được. Quân đội bảo vệ người dân, tuyên bố bảo vệ người dân, không cho chính quyền dùng công an để bắn giết dân. Thì quân đội lúc đó là quân đội chính nghĩa. Tại vì quân đội luôn luôn bảo vệ dân dân và đất nước, thì quốc tế họ sẽ ủng hộ quân đội, ủng hộ người dân. Thì người dân lúc này mới tuyên bố thành lập chính phủ mới, thì quân đội tuyên bố ủng hộ chính phủ mới nữa là xong. Thành ra nói cho cùng là chúng ta phải có người dân đứng lên, phải có lực lượng tổng biểu tình. Tổng biểu tình như vậy rồi thì chúng ta mới có chính phủ, chúng ta mới có lực lượng đối lập. Thì quân đội mới tuyên bố ủng hộ người dân và lực lượng đối lập thì nó mới thay đổi được cục diện này. Còn bây giờ chúng ta ngồi chờ mà quân đội lật đổ cộng sản, chờ quân đội lật đổ cộng sản là quân đội Trung Quốc nó qua nó giết quân đội mình liền. Tại vì đảng Cộng sản Việt Nam nó ký liên minh liên kết với đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi có bạo loạn ở trong nước là nó nhờ Trung Quốc qua tiếp nó để dẹp bạo loạn, là nó giết quân đội mình luôn. Các chị hiểu điều đó không? Thì chúng ta bây giờ là chỗ dựa của những cái người tướng lãnh và quân đội muốn thức tỉnh đây. Mà chúng ta không có chịu làm gì hết thì quân đội thức tỉnh bằng đường gì? Quân đội thức tỉnh bằng đường gì? Quân đội dựa vào ai? Đó là một cái cuộc chơi. Mà cuộc chơi này người dân chúng ta phải hiểu cái vai trò của mình. Mà không hiểu là chúng ta chết chùm luôn. Các anh chị ơi, còn câu hỏi nào nữa không ạ? Chúng ta chỉ còn khoảng 5 phút nữa thôi các anh chị. Nhung Nguyễn, nghĩa là dân chúng biểu tình lật đổ cộng sản, quân đội ủng hộ. Dạ, nghĩa là như vậy nè cô Nhung Nguyễn. Nghĩa là chính quyền luôn luôn phải là do dân mà ra. Mà khi người dân người ta không chịu chính quyền này nữa, người ta có cái lực lượng đối lập hoặc là chính phủ đối lập của người ta, thì lúc đó quân đội sẽ được quyền chọn đứng về phía chính phủ nào. Đứng về phía chính phủ mà người dân phản đối thì quân đội đó đang bảo vệ tụi độc tài, tụi đi chống lại nhân dân. Còn đứng về phía mà chính phủ mà hoặc là cái lực lượng đối lập mà người dân dựng lên thì quân đội đó là quân đội bảo vệ người dân, bảo vệ đất nước. Thì cái nhóm nào trong quân đội mà họ thức tỉnh là họ tự biết họ chọn hướng nào. Cái cuộc chơi này nó đơn giản vậy. Trong quân đội họ cũng đang đấu nhau mà. Trong quân đội họ đang giằng xé với nhau. Cái nhóm mà ủng hộ đảng Cộng sản muốn sáp nhập với Trung Quốc họ cũng rất là mạnh. Và cái nhóm mà không muốn sáp nhập Trung Quốc muốn đứng về phía người dân cũng rất là mạnh. Nhưng mà đứng về phía người dân là đứng về phía ai? Thì người dân chúng ta là cái mấu chốt. Và tôi nói lại một lần nữa là muốn chính nghĩa thì người dân phải đứng lên. Người dân đứng lên, người dân biểu tình, tổng biểu tình làm tê liệt bộ máy này. Và người dân lúc đó những cái nhân tố đặc biệt ở trong cái số những người mà xuống đường á, họ thành lập lực lượng đối lập, thì quân đội mà cấp tiến họ sẽ ủng hộ lực lượng đối lập đó.
thì chúng ta mới có chính phủ đối lập và quân đội đối lập, thì chúng ta sẽ được sự hỗ trợ của thế giới văn minh. Còn bây giờ thế giới văn minh họ nhìn vào họ biết hỗ trợ ai? Họ không biết hỗ trợ ai hết các anh chị. Thành ra là họ tiếp tục họ công nhận chính quyền cộng sản thôi. Đó là cái hiện tình của Việt Nam bây giờ đó. Võ Hoàng Yến: nhiều khi tôi ở miền Tây muốn xuống đường biểu tình mà không biết ở đâu bắt đầu từ đâu. Hiện bây giờ mà ở miền Tây mà các anh chị nói xuống đường biểu tình thì nó hơi gọi là lạc quan quá. Lạc quan quá. Các anh chị biết hiện giờ một trong những cái vùng mà lực lượng mỏng nhất là miền Tây. Đó là lý do vì sao mà tôi dành rất là nhiều thời gian và tâm huyết cho quê hương của tôi. Là tôi muốn miền Tây là một trong những cái vùng mà nó làm thay đổi cái cục diện cuộc chiến này, chiến chống lại độc tài cộng sản này. Nhưng mà các chị biết rồi đó, dân miền Tây hiện giờ thì họ giống như họ còn no ấm lắm các chị. Tôi là dân miền Tây tôi biết. Mặc dù Formosa, mặc dù Lee and Man nó đang tàn phá cái dòng sông Hậu rồi, nó tàn phá đồng bằng rồi. Các dự án nhiệt điện của Trung Quốc nó tàn phá đồng bằng rồi, nhưng mà cũng phải mất khoảng 10 năm nữa thì đồng bằng mới chết đói. Trong 10 năm này người dân họ sẽ không đứng lên, dân miền Tây họ hiền lắm. Thành ra là đợi 10 năm nữa thì chúng ta thành nô lệ Trung Quốc hết rồi. Thì bây giờ chúng ta đứng lên biểu tình không có lực lượng đâu. Mà vấn đề quay trở lại bạn Hoàng Yến ơi, chúng ta phải xây dựng lực lượng. Tức là bạn Hoàng Yến, lực lượng của bạn đâu? Cái nhóm của bạn có bao nhiêu người rồi? Và cái nhóm của bạn ví dụ có 5 người rồi, bạn chỉ cho 5 người đó mở ra một người, mở ra 5 nữa được không? Cứ thu thập lực lượng cho đông. Thì một lúc nào đó tổng biểu tình trên toàn quốc chúng ta sẽ cùng biểu tình chung. Thì Cần Thơ biểu tình chung với tất cả các nước, các tỉnh khác. Đồng bằng sông Cửu Long biểu tình chung với miền Trung, miền Trung biểu tình chung với Tây Nguyên, Tây Nguyên biểu tình chung với miền Bắc. Thì chúng ta sẽ có tổng biểu tình trên toàn quốc thì mới thay đổi được cái cục diện này. Các anh chị ơi, thời gian không còn nhiều. Tôi xin phép là dừng cuộc đàm luận ở đây. Nếu như tối nay mà thuận tiện thì tôi sẽ trở lại với các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại các anh chị sớm nhất. Kính chào, hẹn gặp lại.